Xong chưa? Ngày giỗ ra mẹ mà chú lề mề quá. Dạ đã xong rồi thưa anh, mời anh Hấn. Ngày xưa ở ngôi làng nọ, có hai anh em sống với nhau. Cha mẹ mất sớm, người anh tên Tham, còn người em tên là Thật. Chú xong rồi á, thì lên đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ anh hai có gì dạy bảo, em xin nghe. Anh á, chỉ truyền lại lời của cha mẹ trước khi lâm chung. Cha mẹ nói anh không được khỏe, nên không được làm việc nhà. Từ nay, bao nhiêu việc thì để chú ba làm. Dạ, em khỏe mạnh, em sẽ làm hết. Anh hai không phải lo. Giờ em đi ra đồng cắt cỏ đây. Cứu với, có ai cứu với? Cứu! Cứu tôi với! Tội nghiệp quá. Chắc mày đau lắm đúng không? Chờ tao một chút. Đừng bỏ tôi! Xin đừng bỏ tôi! Không đâu, tao sẽ không bỏ mày đâu. Cảm ơn ngài đã cứu mạng, tặng ngài một cái cây, sau này sẽ có ích cho ngài. Cây khế đẹp quá. Chú đi lấy được có tí củi mà lâu như vậy hả? Không biết đường về nấu cơm sao? Dạ, do em phải cứu một con chim bị dính bẫy nên mới về muộn. Bây giờ em sẽ đi nấu cơm liền. Có chim hả? Nó đâu rồi? Em thả nó ra rồi. Trời ơi, sao chú dại dột như vậy hả? Mang nó về có phải là được một bữa ăn ngon không? Thôi, đi nấu cơm lẹ đi. Còn cây đó là gì? Dạ, con chim cho em, nên em định mang ra vườn trồng. Chẳng được tích sự gì hết. Có trồng thì mang ra bãi đất hoang mà trồng. Đừng để nó chiếm hết đất cây của anh. Lớn nhanh nhé cây. Do làm việc quá sức, Thật bị té xỉu. Lạ lùng thay, cây khế vừa trồng lớn nhanh như thổi, che bóng mát cho Thật. Thời gian trôi, hai anh em Tham và Thật cứ ở bên nhau như vậy, cho đến ngày Tham lấy vợ. Trời ơi, chú không thấy anh chị về nóng bức hay sao mà không mang nước uống? Dạ, em đang phơi thóc, anh chị đợi em tí. Ô hay, cầm mình nước không thì sao mà uống? Ngửa cổ lên uống à? Bực cả mình, đi về nắng nóng còn gặp thêm chuyện à. Rồi cơm nước đã xong chưa? Dạ em đã nấu xong rồi, mời anh chị vô ăn cơm. Mà anh thấy á, cỏ ở ruộng nhà mình đã cao hơn gang tay rồi đó. Ra làm liền đi, người ta làm xong hết rồi. Dạ, để em đi bây giờ. Anh Thật ơi, anh Thật. Cô Thơm gọi tôi. Anh nghỉ tay, ăn cơm uống nước đã, rồi hãy làm tiếp. Cô Thơm nấu ăn ngon quá à. Nếu anh thấy ngon thì ngày nào tôi cũng nấu cơm cho anh ăn có được không? Tôi sợ cô Thơm mệt thôi. Không sao, chiều nay á tôi có đánh cá, mai tôi làm cá kho cho anh ăn nha. Có thằng Thật, nhà mình đỡ ghê. Việc trong việc ngoài nó lo hết. Tôi thấy á, đã đến lúc để thằng Thật ra khỏi nhà rồi. Cho nó ra riêng là mình phải tốn tiền thuê thợ. Vậy ông tính coi, cái nhà này cũng có phần của nó, giờ không cho nó ra ở riêng á thì phải chia nhà, rồi đến khi nó lấy vợ mình phải tốn tiền hỏi vợ cho nó nữa. Vậy phải làm sao? Tôi không muốn chia nhà cho nó, cũng không muốn hỏi vợ cho nó. Chuyện đó ông khỏi lo, tôi đã tính rồi. Thật, lại đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ, anh có điều chi vậy bảo? Chú Thật này đã lớn rồi, đến lúc chú phải ra riêng mà sống. Nghĩ đến đây, anh thấy buồn quá. Dạ thưa, em chưa có ý định ra riêng.
Chú lớn rồi, cứ ở mãi với anh chị cũng không có hay. Hàng xóm lại nói ra nói vào, rồi không ai muốn gả con gái cho chú à. Nhưng em cũng chưa định lấy vợ. Chú không lấy vợ, ba mẹ dưới suối vàng lại trách anh không lo cho chú đàng hoàng. Giờ chú cũng không biết đi đâu. Thôi thì à, tôi thấy ngày trước chú có trồng cây khế ở bãi đất quan, ra đó mà ở. Dạ, em xin nghe theo sắp xếp của anh chị. Trước khi mất, cha mẹ cũng nói, hễ đồ vật gì dính chữ cái là của anh, còn chữ đực là của chú. Dạ, đã là ý cha mẹ thì em không dám cãi. Vậy giờ chú coi cây nào thuộc về chú, chứ cây già, cây bàn, cây ghế đều dính chữ cái hết. Vậy quần áo của em, đồ dùng cá nhân như giường chiếu, đó là cái quần, cái áo, cái giường, cái chiếu, chú phải để lại hết. Vậy đồ vật nào là được? Cây đực rửa, nó là của chú. Dạ, thôi vậy cũng được. Em thân một mình cũng chả cần gì, em chỉ cần cây rửa của em. Anh Thật đang làm gì vậy? Tôi đang chặt cây để dựng nhà. Nhưng cái cây này lớn quá, anh mang về có được không? Tôi không biết nữa. Chắc tôi phải chặt cái cây nhỏ hơn. Anh khờ quá à. Cây lớn thì thêm người giúp là được mà. Nhưng không có ai giúp tôi cả. Có tôi đây. Tôi sẽ mang cây về với anh, rồi hàng ngày tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn, được không? Cô Thơm không cần phải vất vả như vậy. Giờ tôi không có nhà, không có chỗ cho cô Thơm nấu ăn được. Anh cứ nghe tôi đi, để tôi phụ anh mang cây về. Cô Thơm bằng lòng về ở với tôi hả? Khế ngọt quá, mình thử đi. Khế ngon quá, không uổng công vợ chồng mình chăm sóc. Đợi khế chín, anh hái ít khế đem xuống làng đổi ít gạo ăn, không cần phải ngày ngày ăn rau nữa. Có khi đem bán được ít tiền, mua thịt mua cá cũng nên. Vậy thì từ nay vợ chồng mình đỡ phải vất vả rồi. Ngày tháng qua nhanh, Thật đã cất được nhà và đón Hôm về chung sống. Cây khế nay đã cao lớn và ra nhiều quả. Khuya rồi, ngủ thôi mình, mai dậy sớm gánh nước. Mình cứ ngủ đi, anh bệnh xong cái lưới này, nếu con quạ kia còn dám đến phá cái khế, anh sẽ quăng lưới bắt nó. Khế thơm quá, thơm quá. Con quạ kia, hôm qua mày ăn hết khế nhà tao, hôm nay lại dám đến ăn tiếp mà. Vợ chồng tôi chỉ có cây khế là tài sản đáng giá. Quả ăn hết khế rồi, vợ chồng tôi biết lấy gì mà sống đây. Liêu liêu, thật rồi, thật rồi. Sao các ngươi bắt con của ta? Hãy trả con của ta lại đây. Công ta chăm sóc khế,
con của nhà ngươi đến đây phá nát cây khế. Chúng ta không còn gì để mang đi đổi gạo, không có thể chấp nhận được. Ăn một quả trả công vàng, mấy túi ba gan mang theo mà đựng. Sáng mai ta sẽ đến đón ngươi đi lấy vàng. Mình ăn đi, đừng nghĩ tới lời của con quạ nữa, nó lừa mình đó. Nhưng nhà mình nghèo quá, hay để anh thử đi một lần xem sao. Lỡ nó lừa mình đi mất thì sao? Không có mình, em không sống nổi. Phải thử một phen xem sao. Bắt mình mỗi ngày ăn rau với khoai, tôi không đành lòng. Mình giúp tôi may một chiếc túi ba gang, để mai tôi mang đi. Mình nhớ cẩn thận nha, em chờ mình trở về. Mình ở nhà đợi tôi về. Quả đưa chồng tôi đi, lại đưa chồng tôi về. Tôi xin tặng quả khế vàng, quả ăn thỏa thích. Quả ơi, mày mang tao đi đâu vậy? Quá, thì ra mày đưa tao đến đảo vàng thật. Cảm ơn mày. Chất vừa túi ba gan. Xong rồi quả ơi, mình về thôi. Đi lâu như vậy rồi mà sao mày vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Anh về rồi đấy. Đây là vàng của nhà mình. Vợ chồng mình từ nay không cần phải ăn khoai với rau nữa rồi. Từ nay muốn cá có cá, muốn thịt có thịt. Trong làng còn nhiều người nghèo khổ, nay vợ chồng mình có vàng, mình sẽ giúp cho họ nữa nha anh thật. Cảm ơn quả nhiều lắm nghe. Đây là những quả khế tôi đã lựa, xin tặng quả để cảm ơn. Nghe tôi hỏi nè, tiền ở đâu á mà vợ chồng thằng thật á nó hết xây nhà cao cửa rộng lại tàu khách trăm mẫu ruộng đất vậy hả? Trời ơi, có phải là ông lén giấu tôi đem tiền cho vợ chồng nó không? Ôi dạ, trời ơi, đau quá à. Không hề, tôi cũng đang tức anh ách đây, không hiểu ở đâu mà vợ chồng nó bỗng giàu lên như vậy. Có khi nào mảnh đất đó có chưa vàng hay không? Chắc chắn là như vậy rồi, chứ không lý nào tự dưng vợ chồng nó lại giàu hơn mình được. Bà tính lôi tôi đi đâu vậy? Thì đi qua nhà vợ chồng thằng thật chứ đi đâu. Em chào anh chị hai. Dạ, em mời anh chị dùng trà. Tôi tưởng vợ chồng chú thím không nhìn anh chị hai này nữa chứ. Anh chị bận rộn thì không nói, chú thím chẳng chịu qua thăm anh chị lấy lần nào là sao? Dạ, vợ chồng em mấy lần sang thăm nhưng đều không thấy anh chị ở nhà. Thấy chú thím giàu có như vậy, anh chị cũng mừng. Mình là anh em ruột, em cũng không dám giấu. Có con quạ ăn khế nhà em rồi trả bằng vàng. Hôm qua nằm mơ thấy cha, cha trách anh sao lại đem mảnh đất này cho nhà em. Đây là đất thờ của dòng họ, phải để con trai trưởng thừa hưởng. Anh chị hết cách, phải sang đây bàn với vợ chồng chú. Anh chị sẽ đổi hết tài sản của anh chị để lấy lại mảnh đất của ông bà để còn hương quả. Nếu anh chị nói vậy, vợ chồng em xin đổi, chứ để cha mẹ buồn. Sao mãi không đến hả? Có khi nào á, do vợ chồng mình ăn mặc đẹp quá, con quả nó nghĩ mình giàu nên không đến ăn khế không? Bà nói cũng đúng ha. Mình phải tìm hai bộ quần áo rách mặc vào. Con quả thấy mình giống vợ chồng thằng thật nên mới ghé.
Sao giờ này chưa thấy con quả đó? Có khi nào vợ chồng thằng Thật lừa vợ chồng mình hay không? Cứ chờ xem sao. Biết đâu hôm nay nó ăn no rồi. Ê, con quả đến rồi. Quả ăn thế hết rồi. Vợ chồng tôi đâu còn cái gì để ăn. Trời ơi, hình như con quả muốn bay đi kìa. Bắt nó lại. Mày dám đến ăn không khế của tao hả? Không trả vàng á thì đừng hòng đi. Nó ăn khế của tụi tôi, nhà tôi không còn gì để ăn hết. Ăn một quả trả cục vàng, mai túi ba gan, mang theo mà đừng. Một, hai, ba. Vợ chồng mình đó phải giàu gấp 4 lần vợ chồng thằng Thật. Đo túi 12 gan cho tôi. 11, 12. Kỳ này ở đây ai giàu bằng vợ chồng ta? Con quả lề mề, biết vậy ngủ thêm tí nữa. Quả đến rồi. Thôi, tôi đi đây. Bà ở nhà chờ tôi. Không, ông ở nhà chờ tôi về. Không được, tôi là trụ cột trong nhà, phải để tôi đi lấy vàng mới được. Nhanh nhanh, kẻo không kịp về. Vậy thì cả hai vợ chồng mình cùng đi nhé. Nhanh lên, nhanh lên. Thằng Thật đúng là ngu, vàng nhiều như vậy mà chỉ lấy có 3 gan. Nhanh lên, bảo đến rồi. Nhanh quá, phải thương rồi, mau bỏ bớt vàng đi. Vợ chồng ta quyết không bỏ vàng đâu. Con quạ kia, cứ cố bay nhanh đi. Đồ quả ngu ngốc, mau trả vàng lại cho tao. Từ đó về sau, vợ chồng Thật sống hạnh phúc bên nhau. Họ lúc nào cũng tích đức làm việc thiện và chăm sóc cây khế cẩn thận. Tiên nữ, ta đã cho quân canh tất cả khúc sông này, nàng không thoát được đâu. Tìm đi.
Ở một làng kia có hai anh em, người anh là Nhân, ham ăn, biếng làm, còn người em là Hậu, vừa chăm chỉ lại hay giúp người. Anh Hai ơi, anh Hai ơi. Lạ thiệt, mới sáng sớm mà anh ấy đi đâu rồi? Hả? Anh Hai, anh có sao không? Sao lại thế này? Cái gì thế này thế kia? Anh mày thu bạc nợ tiền chúng tao còn không mau trả. Em ơi, cứu anh với, chúng không tha cho anh. Cứu anh. Nhưng mà nhà mình làm gì còn tiền? Thôi thôi, anh mày viết giấy bán nhà gán nợ cho chúng tao rồi, còn không mau cuốn xéo khỏi đây. Lên tụi bay. Dạ. Không được, căn nhà này là tài sản duy nhất cha tôi để lại, các ông không được lấy. Vậy thì trả 5 lạng bạc đây, còn không ta xử anh trai ngươi. Khoan, khoan, hãy cho tôi 1 tháng, tôi sẽ cố gom cho đủ. Thằng đã khất nợ 3 tháng nay rồi, không nói nhiều. Một là xiết nhà, hai là đánh nó. Đừng mà, đừng có đánh tôi, đừng mà. Hậu ơi, bán nhà đi em, bán nhà cứu anh với, Hậu ơi. Được rồi, tôi sẽ bán nhà. Từ đây đến chiều, anh em mày phải dọn ra khỏi nhà, nếu không thì liễu hồn. Đi. May quá, cuối cùng tụi nó cũng đi. Cảm ơn em nha. Anh à, em đã khuyên anh nhiều lần là đừng đi cờ bạc nữa. Bây giờ mất nhà rồi, anh em mình biết ở đâu đây? Đó đó đó, lại than thở tối ngày. Mất cái nhà thì kiếm tiền chuộc lại thôi, có làm sao đâu. Em đi câu mỗi ngày chỉ được có vài con cá thôi à, còn anh thì... biết rồi, tao mà là gánh nặng của mày cái gì? Thôi thôi thôi, được rồi, anh em từ nay chia cổ ra, mạnh ai nấy sống đi. Ê nè, cha để lại cho tụi mình nhiêu đây, mày chọn đi. Anh làm vậy là sao? Chúng ta đã mất nhà rồi, còn chia rẽ như vậy. Trời ơi, sao mày nói nhiều quá. Mày thích đi câu thì mày cầm lấy cái cần câu, tao lấy cái ấm trà này bán lấy tiền sinh sống, vậy thôi. Anh... mày đi đi, anh mày tự sống được. Anh Hậu, em nghe có bọn cướp đến nhà anh, anh có sao không? Không sao đâu Hoa, chỉ là... em biết rồi, có phải anh Nhân lại mắc nợ không? Hoa qua chơi đó hả? Trời ơi, tụi anh mới bán nhà, nhưng mà vô ngồi chơi lát được, không sao. Anh, chắc anh bán nhà rồi, rồi các anh ở đâu? Anh có kế hoạch rồi Hoa ơi, anh sẽ sớm thành công và giàu có, mua lại cái nhà khác bự hơn, rộng hơn gấp mấy lần. Đâu sao? Ê, Hoa, ngồi uống nước với anh cái đã. Anh Hậu, chờ đã. Chỉ còn lại ta và chiếc cần câu này. Hy vọng hôm nay sẽ câu được 2 con cá. Ủa, sao kỳ vậy? Cần câu thì động mà không có cá, hay là tuột mất rồi? Cái gì thế này? Cá. Con này chắc phải chục cân. Trời đất ơi. Ui da, sao đã cứu tôi rồi mà lại thả tay cho tôi té là sao? Cô tôi con cá đâu, là sao? Xin tự giới thiệu, tôi là tiên nữ, nhưng đang gặp nạn. May nhờ có cần câu của anh, tôi mới lên bờ được. Cảm ơn anh. Cô là tiên nữ thật à? Thật chứ, hôm qua tôi đến sông này tắm rồi, không ngờ bị con trai Du Thủy Tề đuổi bắt về làm vợ. Tôi phải hóa thành cá để trốn. Thật ghê gớm, sao cô không mách tội hắn? Hắn đã cho quân bao vây khắp các mặt nước, tôi túm được cần câu của anh nên mới bay lên bờ thoát được. Cô không có phép sao? Cô bay về trời mà thoát thân. Anh thấy dải lụa kia không? Dải lụa màu tím đó là cách duy nhất để tôi bay về trời.
Tên thái tử đó đã lấy mất nó để nhử tôi. Nếu tôi lại đó sẽ bị bắt ngay lập tức. Tôi sao giúp cô được? Tôi chỉ là người thường, cô đầy tài phép còn không chống lại được hắn nữa là... Chính vì anh là người thường nên hắn sẽ không nghi ngờ. Như vậy nha, anh sẽ làm bộ như người đánh cá tình cờ đến đó và bắt được giải lụa. Tôi sẽ làm phép đưa anh vào bờ, có được không? Làm ơn đi, tôi xin anh hãy giúp tôi trở về nhà với. Xin hãy giúp tôi về nhà với. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Dù gì thì hôm nay tôi cũng không thể xui hơn được nữa. Tôi sẽ giữ đầu dây để anh không bị nước cuốn đi. Anh đi hái một chiếc lá lại đây. Cố lên, tôi sẽ kéo anh vào bờ. Cố gắng giúp tôi nha. Nắng lên đồi căng bườm văng lưới, cá nào ta cũng sẽ bắt ngay. Bắt ngay. Hôi, hui. Mau, thái tử, có người đến cướp lụa thần. Có phải tiên nữ đến không? Bẩm không, là một người đánh cá thường. Dâng nước lên, dìm chết hắn đi. Tiêu rồi, giờ làm sao cứu anh chàng kia đây? Ta mà xuống nước là bị bắt ngay. À, chết rồi, dây đứt rồi, làm sao vào bờ đây? Tiên nữ, cứu tôi! Kiểu này quả chăng có một cánh bay mới thoát nổi. Bước giải lụa về phía trước. Dừng lại. Tôi không dừng lại được. Tôi không dừng được. Anh có sao không? À, bị u đầu rồi. Đây, trả giải lụa lại cho cô nè. Để tôi chữa cho anh. Đa tạ anh đã giúp tôi rất nhiều. Không có anh, chắc chắn là tôi bị bắt mất rồi. Không có gì đâu, giúp được cô là tôi vui rồi. Anh đã vất vả vì tôi. Xin hãy nhận lấy 7 điều ước này, coi như lời cảm ơn của tôi. Mỗi lần ước, anh hãy ném một viên ngọc xuống đất và nói tôi ước, thì lập tức sẽ được như ý. Đa tạ tiên nữ, tôi hứa sẽ sử dụng thật tốt những điều ước này. Thôi được rồi, tôi phải về trời xin trị tội tên thái tử ngay. Anh hãy bảo trọng, tạm biệt. Thật thần kỳ, 7 điều ước. Mình biết ước gì bây giờ? Kỳ này chơi lớn. Đặt hết. Đặt xong chưa? Đặt xong hết lấy ta lên nha. 3 con tôm. Nhà cái ăn hết, nhà cái ăn hết. Ê, cho tôi mượn ít tiền chơi đi. Mượn có vài lạng thôi. Cái gì mượn rồi mượn thôi cái mà, gì? Thắng tôi trả lại gấp 10 cho. Không ấy, nhà cái cho tôi vay 10 lượng đi. Một lượng cũng được. Dẹp mày, mày còn chưa trả nợ xong nữa mà đòi mượn. Tụi bay đâu, đuổi nó ra ngoài cho tao. Dạ. Mày liễu hồn, không có tiền mà mày đặt chơi bời. Đi đi. Đợi đó đi ha. Ta mà giàu lên ơi, tưởng sao bộ ấm chén cổ của cha bán được có 5 tiền, chơi có xíu hơn hết, đã gì hết trơn. Bới ông đi qua, bới bà đi lại, xin làm phúc cho tôi mấy hào ăn cơm. Làm ơn làm phước.
cho chú nè. Có mấy điều ước mà đắn đo quá. Có nhiều điều muốn ước nhưng mà... Anh đang nghĩ gì vậy? Cho anh mấy cái bánh nè. Ủa, Hoa đi đâu vậy? Anh đang nghĩ ngợi lung tung thôi. Hôm nay anh lại không câu được cá đúng không? Anh đừng có buồn. Ăn đỡ bánh này đi, mai rồi tính. Hôm nay anh cứu một cô tiên nữ, và cô ấy cho anh 7 điều ước. Giờ anh đang lo lắng không biết nên ước gì. Thiệt hả anh? Vậy bây giờ anh muốn điều gì nhất? Thì anh muốn có cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng mạnh khỏe là được. Nhưng anh cũng muốn anh Nhân được học hành đỗ đạt, chí thú làm ăn nữa. Anh thật sự biết nghĩ cho anh trai của mình. Không chỉ có vậy, anh còn muốn ước cho mọi người cũng được ấm no, không còn chiến tranh hay là thiên tai nữa. Anh đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Em nghĩ là những việc lớn như thiên tai hay chiến tranh, anh muốn quản cũng không có quản hết được. Còn anh Nhân, anh muốn gì, sao anh biết được? Anh nên hỏi ảnh thì hơn. Em nói cũng phải. Ừ. Còn một chuyện nữa, anh chưa nghĩ đến phải không? Ừ? Chuyện gì? À, trời ơi, anh thiệt là ngốc. Chuyện hai đứa mình là quan trọng nhất thì nãy giờ anh không nhắc tới. Nhưng mà anh nghèo quá à. Anh chỉ sợ nếu lấy anh, em sẽ chịu khổ đó. Em không sợ khổ. Em muốn được chia ngọt sẻ bùi với anh. Tuổi xuân con gái có thì em không thể đợi lâu được. Mai này em già xấu rồi, anh lại chê em. Không không, không có chuyện đó đâu. Giờ anh đang không có nhà, mình lấy nhau về biết ở đâu. À, 7 điều ước. Anh biết ước điều gì đầu tiên rồi. Tôi ước có một căn nhà khang trang để yên tâm sống và làm việc tốt. Wow. Linh nghiệm thật rồi. Căn nhà đẹp quá. Có căn nhà trú mưa trú nắng, anh sẽ mau chóng sắm sửa trầu cao qua cưới em nha. Em chờ đó. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tiên nữ. Trời ơi, sự thật mà cứ như là mơ. Hôm qua mình còn buồn bã vì mất nhà rồi đủ thứ chuyện xui rủi. Bây giờ thì... Anh Hậu, mau ra cứu anh Nhân. Hả? Hoa nói sao? Anh Nhân ăn xin ở đầu làng, gây sự đánh nhau với người ta rồi. Ôi trời ơi là trời, tôi ăn xin chứ có phải ăn trộm đâu mà mấy người xua đuổi. Đánh tôi như vậy, tôi kiện lên quan cho mấy người đi tù á. Tôi nói hai cậu đuổi cậu Nhân đi, vì sân đình là chỗ họp làng, sinh hoạt chung, chứ không phải chỗ để cho người ăn xin. Sao hai cậu lại đánh cậu Nhân? Nè 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 nè, anh đừng có ý có một chút học thức rồi ăn nói ngang ngược nha. Tụi tôi đánh anh hồi nào hả? Anh bị người ở sòng bạc đánh, đừng có mà nói tầm bậy tầm bạ đổ quan cho chúng tôi nha. Bậy nha. Mấy người không nuôi tôi, lấy tư cách gì dạy đời tôi? Biến hết đi. Cậu mới là người phải đi. Quy định của làng không cho người ăn xin ở đây. Cậu muốn ăn xin á thì đi chỗ khác. Tôi thách ông đuổi tôi đi luôn á. Trừ phi là tự tôi muốn đi. Con trai, cô biết con mồ côi mẹ từ nhỏ, gần đây á lại mất cha nên con chán nản, không chịu sống tử tế. Nhưng con à, lúc còn sống, cha con đâu có để con thiếu thốn điều gì. Nhà cửa cũng có, sao phải đi ăn xin? Nhà cha mẹ để lại, cậu ta nướng cho sòng bạc rồi. Vậy thì không có được. Con còn có em trai, phải sống tử tế để lo cho em chứ. Không có tiền cho thì thôi, nói nhiều làm gì, lắm chuyện. Cậu ta đã như vậy thì ép cậu ta phải đi. Có gì tôi chịu. Đáng ghét. Anh Nhân, em đến đón anh về. Dạ, xin lỗi trưởng làng, xin lỗi bà con cô bác. Thôi, giải tán, ai về nhà nấy. Cậu Nhân có em Hậu lo rồi. Dạ, mà hồi đó anh chịu học, đừng nghe bạn bè đi đánh bạc á, thì giờ có khi làm thầy đồ cũng nên.
không có bị dân làng nói ra nói vào như bây giờ. Mày thì biết cái gì? Làm thầy đồ có bao nhiêu tiền? Bao giờ mới giàu được? Tao muốn nhanh giàu có, tiền bạc chất đầy kho, mày hiểu chưa? Thôi, tạm thời anh ở nhà em đi, rồi khỏe lại tính tiếp. Gì? Nhà mày hả Hậu? Sao mày có cái nhà này? Hay là tiền cha để lại cho mày, mày giấu tao mày mua nhà? Không, không có. Đây là... Chỉ là mày cứu tiên nữ rồi được tặng 7 điều ước. Tao không tin đâu. Mày phải làm thử cho tao coi. Không phải vậy thì chính mày giấu tiền của cha mà không chia cho tao. Thôi được rồi, dù sao em cũng đang nghĩ nên có một mảnh ruộng để cày cấy. Hai anh em mình chăm chỉ cũng đủ ăn. Mày nói nhiều quá, làm cho tao coi tao mới tin. Tôi ước có một mảnh ruộng tốt. Trời ơi, sao mày ngốc vậy? Có vật thần kỳ vậy mà không ước được sung sướng, mà cứ phải làm lụng làm gì? Anh Nhân muốn gì thì anh phải hỏi ảnh mới biết được. Em trai yêu quý, anh em như thể tay chân mà, phải không? Em có thể chia bớt cho anh một hai điều ước thôi, có được không? Dạ được, em cũng muốn chia bớt cho anh. Vậy mới là em trai tốt của anh. Em tặng cho anh 3 điều ước nha. Keo kiệt, có 7 điều ước, cho anh mày có 3 điều. Vậy anh muốn làm sao? Anh lấy 4 điều ước nha, để lại cho em 1 điều ước để phòng thân đó. Anh muốn sao cũng được, miễn anh cảm thấy đầy đủ, không cờ bạc nữa. Anh nhớ ném ngọc xuống đất. Rồi nói tôi ước chứ gì. Biết rồi. Hoa, đi gánh lúa về hả em? Đưa Đen gánh phụ cho. Sao nặng dữ vậy? Có nặng mấy đâu, tại nào giờ anh không gánh nên không quen đó. Em theo anh thì từ nay sống sung sướng, không phải làm lụng vất vả nữa. Cảm ơn anh, nhưng em muốn có làm thì mới có ăn. Những thứ ăn sẵn như vậy rồi sẽ làm mình lười biếng, yếu ớt thôi. Em nhớ đó, anh mà giàu lên á, em đừng có tiếc nha. Anh Nhân à, anh làm gì cũng được, đừng có lúc nào cũng gây chuyện, làm cho anh Hậu lo lắng nữa. Bài đặt dạy đời người khác, tưởng xinh đẹp nhất làng á, cái muốn nói gì nói hay sao? Ta đây mà có tiền á thì mua tiên cũng được, chứ đừng nói đẹp nhất làng. Tôi ước có một căn nhà thật to với nhiều vàng bạc châu báu nhất thế gian. Châu báu, tất cả là của ta, của riêng một mình ta thôi. Kẻ giàu nhất thiên hạ là ta. Anh đứng đây làm gì? Ở đây không có mướn người làm nữa đâu. Đi về đi. Không, tôi là Hậu, em trai của anh Nhân. Tôi tới đây thăm anh ấy. Chờ nghe, tôi đi bẩm báo với chủ nhân tiếng. Nãy tôi đứng quá trời, lo cái gì trời. Ok này. Thưa ông, có người xưng là tên Hậu, đó là em trai của ông đến thăm ông á. Phải rồi, đúng là em trai ta đó. Mau đưa nó vào đây. Các người lui ra đi, ngày khác tới chơi tiếp ha. Gì vậy anh Nhân? Em chưa gỡ được mà anh Nhân. Thắng nè, chưa gỡ được mà. Về đi. Kìa Hậu, vào đây. Đây, em muốn trà đi.
thấy sao? Dạ, cảm ơn anh, trà thơm lắm. Từ bữa tới giờ, nhiều người tới chúc mừng quá, anh chưa có thời gian mời em tới chơi. Định là nay mai tân gia mời em luôn. Ê, đây đây đây, em muốn trà đi, thấy sao? Dạ, em thấy anh được như ý em cũng mừng lắm. Em đem ít cây nhà lá vườn biếu anh nè, của em trồng được đó. Ê, em bài vẽ quá. Lần này anh nhận, nhưng mà lần sau đừng có mang tới nữa nghe. Em nhìn coi, bây giờ anh đâu có thiếu cái gì. Đồ ăn á, với lại đồ dùng, xài đâu có hết. Ờ, dạ, em thấy rồi. Mà anh nói thiệt, em bỏ quách cái nhà với vườn đó, về đây ở với anh, chỗ anh dư giả rộng rãi, tha hồ anh em mình hưởng lạc. Việc gì phải làm lụng cực khổ đúng không? Dạ, em cảm ơn anh, nhưng mà em thấy cuộc sống hiện tại rất là tốt. Em làm lụng quen rồi, chỉ ngồi một chỗ mà ăn em không có chịu được. Nhưng em sẽ qua thăm anh thường xuyên. Ừ, em muốn vậy á, anh không ép. Thôi, đã tới rồi thì ăn cơm với anh, ha không? Dạ thôi, không dám làm phiền anh. Em qua trước là thăm anh, sau là mời anh làm chủ hôn cho em. Dạ, em và Hoa sẽ cưới nhau vào tuần tới. Em mong anh có thể tham dự và thay mặt cha sang nhà Hoa với em. Cái gì? Hoa đồng ý lấy em rồi sao? Dạ. Hiểu rồi. Là bây giờ mày lấy được vợ đẹp nên mày tới đây khoe khoang với tao gì? Dạ, em không có ý đó. À, vậy là mày tới đi chia tiền đám cưới hay muốn chia chắc gia sản này với tao? Anh, em không có. À, thôi thôi thôi, mày khỏi nói nữa, tao biết rõ quá rồi. À, nể tình anh em. Người đâu? Coi như tao mừng cưới, từ nay mày đừng tới tìm tao nữa. Anh hai. Sao anh lại nghĩ em tới để moi tiền anh hả? Em chỉ muốn anh em ta sống hòa thuận, yêu thương nhau như lúc trước thôi. Miễn đi. Mày chỉ muốn tới khoe là cưới được vợ đẹp. Mày đặt cao thượng hả mày? Người đâu? Tiễn khách. Sao anh lại đến đây tìm em? Anh vẫn buồn chuyện anh hai hả? Anh biết tính anh Nhân mà. Hai người là anh em, mà em lại từ chối ảnh để lấy anh nên ảnh giận thôi. Mai mốt là hết mà. Rồi lỡ anh không hiểu cho tụi mình rồi giận tụi mình luôn thì sao? Anh Nhân cũng không có nói là sẽ tới dự đám cưới. Anh đừng có lo, anh Nhân biết chúng ta thương nhau thiệt tình mà. Chỉ là ảnh chưa chấp nhận được vì quá bất ngờ thôi. Đợi ít lâu nữa, anh hai hết giận, tụi mình qua nhà thăm ảnh. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Anh Nhân ơi, cạn ly đi. Đêm nay trăng đẹp quá trời quá đất luôn. Anh vẫn còn tức giận dù em anh cưới được nhỏ đẹp quá trời quá đất chứ vậy. Bỏ đi, giờ anh muốn tiên nữ còn được nữa mà. Dù là một người đẹp không đáng gì với anh Nhân đây, nhưng mà bị thằng em nhà quê phỏng thay trên cũng tức chứ. Cũng đúng. Vậy mình làm gì trả đũa nó đi? Cướp cô dâu vào ngày cưới, làm bẻ mặt tụi nó. Hay là ngày cưới của nó, đem một cô xinh nhất trần gian đến cho nó ghen tị chơi. Ta ước, ta ước. Nói nghe nè anh Nhân, chỉ cần chút tiền nhỏ thôi là bắt được con nhỏ đó về đây liền ha. Mà không có ai như thằng em của cậu cướp tay trên của anh trai như vậy. Bộ nó không biết anh thích cô Hoa sao? Phiền tao quá, mấy người biến hết rồi. Trời, mất tôi một điều ước rồi. Không có ai xung quanh lại hay, yên tĩnh ghê. Cái thằng Hậu này thiệt may mắn, chữ nghĩa không có được bao nhiêu, tính tình thì cù lần, mà vừa được tiên nữ cho điều ước, giờ cưới được vợ đẹp nữa. Còn mình, sao giàu sang vậy rồi mà mình vẫn thấy chán ngang vậy ta? Phải ha, mình cũng muốn có một cô vợ đẹp như hàng Nga, vậy thì mới xứng với mình chứ. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng củi già.
Cá kìa. Chạy mất rồi. Câu cá mà lại ngủ, đúng là cùi mà. Cái bọn cá này dặn co kéo lên mệt lắm. Bọn chúng đã cắn câu thì tự đi lên bờ luôn đây. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Nói người phải nghĩ đến ta chứ. Người nói cái gì? Có nói gì đâu. Người đến đây định hỏi cưới hàng Nga chứ gì. Làm sao mà củi biết được? Sao không? Ai mà không vậy? Cứ vài ngày là có thêm một tên vô dụng ham chơi làm biến đến đây hỏi cưới hàng Nga hả? Bọn chúng có thể vô dụng nhưng ta thì không. Ta là người vừa đẹp trai, vừa giàu có nhất thế gian. Ngọc ngà châu báu ta đều không thiếu. Ngoài ta ra, người phàm chẳng ai có thể xứng với hàng Nga hơn ta. Ai lên đây mà không nói vậy đâu. Vậy ngươi thì có tài năng gì mà đòi xin lễ của ngươi? Đâu rồi? Có không? Ta quên, đi vội quá nên không nghĩ ra. Vậy thì đi về đi. Không được, ta không cam tâm về tay không. Cụi hãy chỉ cho ta gặp hàng Nga đi. Chỉ cần hàng Nga đồng ý về cùng ta thì trên đời không có gì là ta không cho nàng được. Hay ngươi cũng thành tâm. Ta chỉ cho ngươi một cách để lấy lòng hàng Nga nè. Nhưng mà sao? Khó đó. Hỏ Ngọc là linh vật của hàng Nga đó, nhưng mà chưa có ai huấn luyện được chúng hết á. Nếu như ngươi làm chúng xếp hàng lấy đồ ăn được á, thì chắc chắn hàng Nga sẽ siêu lòng. Bọn này thì có gì lợi hại? Chỉ một buổi sáng thôi, tụi này sẽ răm rắp nghe lời ta. Mình thật thông minh, chỉ cần có đồ ăn dụ là bọn này sẽ... Người muốn ăn thì phải xếp hàng vào cho ta. Cái bọn thỏ ngu ngốc gì dám tấn công ta? Ta không ngờ người to con vậy mà bị bọn thỏ đè xẹp lép luôn. Bọn chúng giống như đội quân vậy, không nhìn thấy thì ai mà biết chúng là thỏ kia chứ. Tụi nó thông minh nhanh nhẹn dữ lắm, được huấn luyện để bảo vệ cung trăng mà. À, thì ra ngươi lừa ta. Bọn thỏ đã được huấn luyện rồi mà ngươi dám kêu tôi huấn luyện chúng nữa. Ê, đừng có tức giận. Bọn thỏ đó chỉ nghe lời của hàng Nga thôi à. Nhưng mà nếu ngươi khiến chúng nghe lời ngươi thì chẳng phải là hàng Nga sẽ khâm phục ngươi lắm hay sao? Đúng không? Ta không có thèm nghe ngươi nữa. Ta tự mình đi gặp hàng Nga. Thôi, lần này ta nói thiệt nha. Cung điện của hàng Nga nằm ở bên kia hồ, chỗ ta câu cá gốc kỳ đa đó. Có thiệt không? Ngươi muốn đến đó thì phải chạy trên mặt nước, băng qua cái hồ đến đó chứ. Đi trên mặt nước? Ngươi có đi được không mà đòi thách ta đi? Ngươi phải biết là nếu như ngươi không băng qua hồ thì chẳng còn cách nào khác đâu. Tất cả mọi thứ chìm vào lòng hồ sẽ rớt thẳng xuống trần gian tan tành mây khói. Ngươi nói thiệt không đó? Ừ. Vậy ta phải làm sao? Đây, ngươi hãy gặt lúa này lấy rạ mà trải lên mặt hồ thì sẽ đi được trên nước thôi. Hả? Ta như vậy mà phải gặt lúa sao? Ta đã chỉ cách rồi, tự ngươi quyết định đi chứ. Ở cuối cánh đồng này có đầy đủ dụng cụ để ngươi gặt đó. Mau đi đi.
Vậy sao ngươi không đi gặp cùng ta? Ta đâu có muốn lấy hàng Nga đâu. Với lại thời gian trên cung trăng khác hẳn dưới trần. Ngươi không nhanh lên á thì ngươi sẽ già lũ khủ. Sợ là ngươi sẽ không kịp đưa hàng Nga xuống trần đâu. Đi lẹ lên đi. Cha ơi, con mệt quá à. Anh hai, anh lên bờ nghỉ chút đi, lát em làm giúp cho. Ê à, đau. Cha, cua nó kẹp con. Đâu đâu, để cha gỡ ra cho. Anh hai, anh có sao không? Ê, cái con cua này cũng mạnh thiệt. Hơi sót một xíu nhưng mà không sao. Chiều nay có món canh cua cho cả nhà cùng ăn. Đau. Chiều nay có món canh cua ăn rồi. Công nhận ngươi giỏi thiệt á. Chưa gì đã nghỉ rồi. Ta phải nghỉ một lát đã. Mệt quá. Ngươi cũng giỏi thiệt ha. Giá mà dưới trần ngươi cũng chăm chỉ vậy thì đâu có đến nổi đâu. Trời, đương nhiên ta là nhân tài hiếm có. Chẳng qua là ta chưa muốn ra tay thôi. Ngươi cứ để nhẹ một bó lên mặt hồ. Cứ vậy khi nào mặt hồ đầy rã thì ngươi bước qua được rồi. Cỡ này chắc đủ bước đi rồi. Ý, ha ha, ta đi được rồi. Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi đâu. Tụi ơi, mau giúp ta thả thêm rơm rạ xuống. Ngươi mau chạy đi, rất nhỏ sẽ chết kịp đó. Tên người phàm kia, ai cho ngươi xả rác trên hồ của ta hả? Tụi kêu tôi làm như vậy để đi trên mặt hồ tới gặp thằng Nga mà. Không lý lẽ gì cả, trả lại cho người rác của ngươi đây. Bù nhìn rơm. Tụi, ngươi lại lừa ta gặt lúa cho ngươi. Dân ơi, dân à, cái hồ này á là gương soi trần thế. Thế cái gì mà rơi xuống làm mờ gương á đều bị trừng phạt hết. Ngươi bị như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi lại lừa ta. Với một kẻ háo thắng, kiêu căng, ham chơi biến làm như ngươi thì lao động một chút có hại gì đâu. Chẳng lẽ ngươi lừa em trai thì được, bắt nạt người khác thì được, còn không có ai làm được vậy với ngươi sao? Ta sẽ bắt ngươi và cho một trận. Đố ngươi bắt được ta. Đố ngươi bắt được ta đó. Đi đâu rồi? Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì tìm ta đây. Ta sẽ kiện ngươi. Được, kiện đi. Ta thách ngươi á, kiện đi. Ở đâu cũng được, kể cả mặt trời ta cũng không sợ. Ôi, chết. Tưởng ta không dám tới mặt trời kiện sao? Chờ đó, ta ước gặp được thần mặt trời. Là bị ta lừa, ngươi sẽ có một bài học nhớ đời thôi. Trời ơi, anh lo quá. Không biết anh Nhân hết giận mình chưa nữa. Cũng lâu rồi còn gì. Chắc anh ấy không nhớ gì nữa đâu. Vậy sao ảnh không đến đám cưới tụi mình? Cũng không nghe tin tức gì từ ảnh hết à? Thì mình cứ gọi ảnh xem sao. Dù sao hôm nay vợ chồng mình cũng đến để tạ lỗi và ra mắt ảnh mà. Anh Nhân ơi, anh Nhân, em là Hậu đây. Hai người tìm ai đây? Dạ thưa ông, đây là nhà anh trai của cháu. Vợ chồng cháu ghé thăm anh. Hai người không biết gì sao? Nhà này vắng chủ lâu rồi. Của cải trong nhà cũng đã bị trộm lấy hết sạch. Hả? Có thật không cụ? Vậy chủ nhà này đi đâu rồi ạ?
không ai biết cả. Chỉ trong một đêm mà nhà thành vô chủ. Bọn trộm tha hồ ra vào. Có người nói ông chủ chắc là bị hại rồi. Cũng có người nói ông ta muốn lấy Hằng Nga nên lên cung trăng rồi. Thôi, vào sáng mà chi không biết. Anh đã linh cảm là có chuyện mà. Mình bình tĩnh đi, cũng chưa chắc là anh hai gặp rắc rối mà. Trời ơi, nhưng mà anh đi đâu được kia chứ. Anh hai không có quen chịu nghèo khổ vất vả được đâu. Chẳng biết giờ này ảnh ra làm sao, đang ở đâu nữa. Không được, anh phải đi tìm anh hai. Lúc này anh càng phải bình tĩnh suy xét. Anh Nhân vẫn còn mấy viên ngọc ước mà. Nhưng mà lỡ ảnh đã hết ngọc ước mà lại đang vướng vào rắc rối thì sao? Ồ, vậy ra ngươi là người phàm bị cùi dụ dỗ lên cung trăng rồi bị lừa phải làm việc cho hắn sao? Dạ, thưa ngài. Vậy hắn đã dụ dỗ ngươi thế nào và làm cách nào để ngươi lên được cung trăng? Tôi có ngọc ước nên tôi đã lên được cung trăng. Hắn nói là nếu làm việc cho hắn, hắn sẽ chỉ cho tôi gặp được Hằng Nga. À, nhưng mà ngươi có ngọc ước à? Từ đâu mà ngươi có? Tôi cứu một tiên nữ mắc nạn nên tôi được nàng ấy cho 7 điều ước. Tôi đã chia cho em trai tôi 3 điều. À, phải, ta đã nghe về việc này rồi. Được, tên cuối thật đáng giận. Nhưng hắn ở mặt trăng, ta chỉ cai quản mặt trời. Ta không thể cứ vậy mà qua đó đòi công bằng cho ngươi được. Thưa ngài, việc của tên cuội làm là gian dối, là mất đi oai nghiêm của thần linh. Ta hiểu. Như vậy đi, ta rất thích chơi cá cược. Nếu như ngươi cược thắng ta, thì ta sẽ có cớ để trừng trị tên cuội mà không mất lòng Hằng Nga. Được không? Thưa ngài, được. Nghe ngươi có vẻ là người chăm chỉ làm ăn lại lương thiện. Ta muốn ngươi thì chạy với người của ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đích thân đến cung trăng phân xử chuyện của ngươi. Thần mặt trời anh minh, thần mặt trời thật là anh minh. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải nhận hình phạt của ta. Thế nào? Phạt gì cũng được, nhưng tiên nữ có phép mà. Lỡ họ dùng phép ăn gian thì sao tôi thắng nổi? Ta lấy danh dự mà hứa với ngươi, cuộc thi này là công bằng. Phải dùng đôi chân chạm trên đất để chạy, không được bay hay dùng phép thuật. Được, thưa thần mặt trời, tôi sẽ nhận cược. Được lắm. Hai người chỉ cần chạy từ đây đến kia, ai chạm vạch đích trước sẽ chiến thắng. Đường chạy rất ngắn, ai nhanh hơn thì thắng thôi. Các ngươi vào vị trí đi. Xuất phát. Ta thắng chắc rồi. Sao? Ta không thấy cô bé tiên nữ này chạy. Thần đang lừa ta. Ta không lừa ngươi. Tiên nữ của ta có chạy, nhưng đây là tiên nữ tia nắng, không gì có thể nhanh hơn tia nắng. Ngài, tên phàm nhân kiêu ngạo kia, ngươi đã biết tội chưa? Thưa ngài, tôi có tội gì? Chỉ vì ngươi ganh tị với em trai nên mới ngông cuồng đòi lấy Hằng Nga. Ngươi là kẻ chỉ muốn sống sung sướng mà không chịu bỏ công sức ra, khi giàu sang lại còn muốn hơn nữa. Không biết đâu là đủ. Loài người như ngươi chỉ đáng bị trừng phạt. Xin tha cho tôi. Quá muộn rồi. Ta ghét nhất những kẻ lười biếng hợm hĩnh như ngươi. Ngươi còn sống chính là gánh nặng cho em trai ngươi, cho tất cả mọi người.
Tôi biết lỗi rồi. Nếu được sống, tôi hứa sẽ trung thực, chăm chỉ, sẽ yêu thương em trai của bà. Nè, em đem theo mà ăn đi. Thôi, anh hai đem theo đi học, không thôi đói á. Cha đã chừa phần cho em rồi. Anh đi học, không phải làm gì nhiều như em. Em ăn vô cho khỏe. Với lại á, anh ăn sáng còn dư, đem theo cũng đủ rồi. Cảm ơn anh hai. Thấu. Anh hai, anh mới đi học về hả? Em làm gì vậy? Đến phụ cho. Dạ, em đang cắt cỏ cho trâu. Anh đừng có đụng vào, dơ lắm. Vậy để anh cho nó ăn ha. Dạ cũng được. Ê kìa, cái con trâu này. Ê, mẹ, áo của tao đâu phải đồ ăn của mày. Buông ra. Có những việc dù hối tiếc cũng muộn mà. Hai đứa nói xem, đứa nào đánh thằng Giáp U đầu? Dạ là con chơi. Là con chơi, con đánh thằng Giáp. Không phải đâu cha, là con đánh nó. Anh Nhân càng mà không được. Không, là con đánh thằng Giáp, nó dám chửi em Hậu. Cha ơi, con đánh thằng Giáp đó cha, vì nó dám chê anh con. Hai đứa tranh nhau nhận tội hả? Vậy thì ra sân quỳ nhịn ăn tối. Nặng quá. Anh, sau này anh không để em nhận tội cho. Ăn vài cây là được, ăn tối rồi. Tao đánh thì tao chịu chứ có liên quan gì mày. Mày can tụi tao, còn bị nó đánh sưng chân nữa. Mà đòi ăn đòn giùm. Anh em như thể tay chân, cùng nhau chịu chứ. Mai mốt tao học hành đỗ đạt ra làm quan á, tao sẽ cho mày sống sung sướng, không lo nghĩ gì hết. Đứa nào dám nói xấu anh em mình, tao sẽ phạt tù hết cho mày coi. Còn cười được à? Đứng thẳng giơ tay lên. Chờ chỉ mong hai anh em con sống hòa thuận, giúp đỡ nhau, chăm chỉ làm việc thì cha nhắm mắt cũng an lòng. Cha đừng nói vậy mà cha. Cha sẽ khỏe lại mà cha. Nhân à, con cố gắng học thành tài, sau này mới chăm sóc được cho em con, biết không? Dạ. Hậu, thì con không thông minh nhanh nhạy bằng anh, nhưng con chăm chỉ cần cù. Cả hai đều phải cố gắng học, cố gắng làm để sau này có cái ăn cái mặc. Mình ơi, anh Hậu ơi, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Anh nhớ lại chuyện ngày xưa hai anh em anh thương nhau. Giá mà anh hai thật sự rất tốt, anh ấy chỉ bị lòng tham che mờ lý trí. Sao anh có linh cảm không lành quá? Anh đừng lo, vì chúng ta đi tìm anh hai. Thôi em ở nhà đi, để anh đi tìm ảnh cho. Không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Rồi lỡ đột nhiên ảnh về mà không có ai ở nhà thì sao? Tiên nữ. Anh Hậu, tôi đưa anh trai của anh về cho anh nè. Hả? Cái gì? Anh Nhân đây à? Sao anh ấy lại ra nông nổi này? Anh ấy đã lên cung trăng bị cụi dạy cho một bài học, nhưng anh ấy lại lên mặt trời tố cáo cụi. Thần mặt trời biết được anh ấy nói dối nên đã trừng phạt anh ấy. Thưa thiên nữ, anh ấy chết thật rồi sao? Anh hai ơi! Anh hai ơi! Xin tiên nữ nhân từ, người đã đưa xác anh Nhân về thì xin cũng giúp cho chúng tôi một lần nữa, xem có cách nào cho anh ấy được sống lại. Khó lắm, hắn đã dùng hết ngọc ước rồi. Giả lại ngọc ước à? Tôi vẫn còn một viên. Lần trước anh Nhân để lại cho tôi một viên, nói là phòng khi bất trắc. Liệu có linh nghiệm không ạ? Ta không biết chắc, ngươi cứ thử xem sao. Cầu xin trời đất linh thiêng cho anh Nhân của con được sống lại. Ta ước anh Nhân được sống lại khỏe mạnh như trước.
lại thật rồi. Đây là... là Hậu? Là em sao? Anh không nằm mơ đâu chứ? Dạ không, anh hai vừa mới chết đi sống lại thiệt đó. Dạ, chính tiên nữ đây đã đưa anh trở về nhà. Thôi, các ngươi đã được đoàn tụ viên mãn rồi, thì ta cũng an lòng về trời đây. Dạ, tạ ơn tiên nữ. Nhờ có người và ngọc ước của người mà gia đình tôi có được như ngày hôm nay. Quan trọng là ngươi đã sử dụng những điều ước đúng đắn nên có được cuộc sống sung túc. Còn ngươi, ta hy vọng những điều ước sai lầm đã dạy cho ngươi một bài học. Ngươi hãy cố gắng sống tốt, đừng vi phạm điều ước của em trai ngươi đó. Tạ ơn tiên nữ đã chỉ bảo. Tôi đã biết lỗi rồi. Từ nay tôi sẽ tu chí làm ăn, không dối trá, không tham lam, không cờ bạc nữa. Ta cũng mong như vậy. Nếu không, thần mặt trời sẽ không tha cho ngươi lần nữa đâu. Hậu, anh xin lỗi, anh tạ lỗi với em. Anh đã quá tệ bạc với em vì lòng tham lam và ích kỷ. Anh hứa sẽ học lại và tu chí làm ăn. Được như vậy em mừng lắm. Anh cứ ở nhà em và chuyên tâm học hành. Và chúng ta ở trên trời nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất vui. Rồi, hai anh em còn nhiều dịp hàn huyên mà. Chờ chúng ta vào nhà thôi. Từ đó, Nhân tu chí học hành, xa rời bạn xấu, phụ giúp hai vợ chồng Hậu. Chẳng bao lâu, đậu kỳ thi hương và làm thầy đồ dạy học. Ít lâu sau, anh ta cũng cưới vợ và có căn nhà riêng của mình. Còn hai vợ chồng Hậu sống hạnh phúc ấm no, ngày ngày trồng rau và câu cá. Căn nhà không ngớt tiếng cười. Hai gia đình của hai anh em vẫn luôn giúp đỡ nhau, sống trong tình yêu thương, đùm bọc, đầm ấm với xóm giềng và bạn bè. Ngày xưa, ở Vương quốc Ấn Độ rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa. Ông có người vợ hiền lành phúc hậu tên là Lora. Tuy cuộc sống nghèo nàn nhưng họ luôn chăm chỉ để được đủ ăn và hạnh phúc. Họ sinh được một người con trai lanh lợi khôi ngô tên là Aladdin. Mustafa ơi, Aladdin nó lấy trộm trái cây của tôi bán. Vậy ông chỉ cần trả cho tôi mấy đồng là được rồi. Aladdin nô đùa với lũ kẻ, làm đổ hết hàng của tôi xuống đất hết. Ông Mustafa giúp tôi chắc lại đi. Lôi ra, bà ra trong tiệm, tôi đi có việc. Nè cái cô kia, mua kẹp tóc thì phải trả tiền chứ. Sao lấy mà không trả tiền tôi? Ờ, phải trả tiền sao? Mà bao nhiêu vậy? Sao lại không trả tiền? Trả cho tôi 5 ruby đi, nhanh lên. Chiếc vòng này có đủ không vậy? Ta không có tiền. Đủ rồi. Cô gái này trông rất giàu có, đeo trang sức rất đắt tiền mà không biết giá trị. Ta phải tìm cách lừa cô ta mới được. Ơ nè cô bé, kẹp tóc của bà đó không đẹp đâu. Để ta đưa cháu đi đến chỗ này có nhiều cái đẹp hơn. Vậy hả? Chỗ nào vậy? Hãy đi theo ta. Nè, mau tháo cái trang sức ra đưa cho ta. Nếu không á, thì ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Ờ, ông là cướp. Mau tháo ra. Giữa ban ngày mà ông dám cướp của trắng trợn như vậy sao? Có ta thì ông đừng hòng làm trò này. Cô đừng vào mấy chỗ vắng người, sẽ gặp nguy hiểm đó. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh tên là gì? Tôi là Alisa. Tôi là Aladdin. Chúng ta kết bạn nha. Giờ tôi khát quá, anh có nước không? Cô ăn đi, sẽ hết khát ngay thôi mà. Cô ở đâu tới đây?
Cha mẹ cô là ai? Tôi ở kinh thành. Cha mẹ tôi là một thương nhân. Chuyện đó đâu có quan trọng. Giờ chúng ta đi chơi được không? Ta không ngờ những hạt lúa này lại ngọt như vậy. Cô ở kinh thành không biết là phải. Tôi từ nhỏ đã được mẹ làm cho ăn những chiếc bánh samosa ngon tuyệt từ hạt lúa này. Nào, bây giờ hãy đi cùng tôi tới đây. Nè tụi bay nhìn đi, Aladdin nó đi cùng với một cô gái. Mà cô gái này có vẻ giàu có nữa. Đứa nào theo tao dọa cho nó sợ đi. Cô khát phải không? Ăn táo đi sẽ hết khát ngay thôi mà. Sao anh biết ta khát hay vậy? Anh cho ta quả táo ăn đỡ khát thì muốn ta thưởng cái gì? Tôi không cần thưởng gì cả. Biết đâu sau này lớn lên tôi còn có thể lo được cho cô. Và tôi sẽ cưới cô thì sao? Đúng không? Được, cứ vậy nha. Nhưng sau này cô phải xinh đẹp hơn nữa để tôi nhìn không ra luôn nha. Hái trộm táo của người ta ăn á mà còn hẹn hò nữa. Aladdin, cậu có biết công chăm sóc dưỡng cây của người ta cực khổ lắm không? Có tiền trả không? Ta giờ không có tiền, nhưng ta sẽ kiếm tiền để trả thôi. Về xin tiền chú Mustafa trả sao? Nè cô, cậu ta không biết làm gì hết, chỉ sống bám vào tiệm may của cha mình thôi đó. Hãy rút lại lời hẹn hò đó đi. Kabi, cậu thật quá đáng. Vậy muốn đánh nhau hả? Vậy thì vô đây. Được rồi, ta ra lệnh cho mọi người không được cãi nhau nữa. Việc hái táo ăn là do ta khát nước nên Aladdin mới hái. Ta sẵn sàng trả tiền cho chủ vườn này. Ra lệnh nữa hả? Mấy đứa nhỏ kìa, giờ này sao không chịu về nhà mà còn quậy phá ở đây nữa? Nếu các cháu còn ở đây chơi thì phụ giúp ta hái táo, ta sẽ trả công cho mỗi đứa 2 rupee, có chịu không? Lúc nãy con có hái vài trái táo ăn đỡ khác, giờ trả tiền đó cho chú, con xin lỗi. Cháu biết lỗi là đáng khen, vài trái táo thì có đáng gì đâu. Bây giờ phụ giúp ta hái táo cho nhanh, trời chiều rồi, các cháu cứ ăn táo thoải mái. Ta không ngờ là có thể kiếm được 2 đồng tiền này bằng chính công sức của mình đó. Tôi cũng lần đầu tiên kiếm được tiền đó. Hình như anh sống dựa vào cha mình phải không? Cô xem thường tôi sao? Không phải, ta cũng như vậy mà. Nhưng ta muốn biết cha mẹ anh tuyệt vời như thế nào. Hả? Cô để tôi nhấc bao cho. Cô hãy mang nó ra khỏi vị trí nha. Đau lắm hả mèo? Tội nghiệp quá. Sao mà ốm quá vậy? Chúng ta phải nuôi nó thôi. Cung điện không cho nuôi mèo. Anh nuôi nó được không? Ta lấy thức ăn trong đó ra nuôi nó. Hả? Cung điện sao? Cô làm gì trong đó? Ta là cung nữ, theo hầu công chúa. Vậy hả? Được rồi, chúng ta cùng nuôi nó. Vì hái táo đến chiều, sau đó cứu chú mèo gặp nạn nên cả hai đến tối muộn mới trở về. Lúc này Alisa không thể vào cung điện được, đành theo chân Aladdin về nhà. Để tôi xuống bếp xem có gì ăn không. Không có cái gì để ăn hết. Tôi không tin cha mẹ lại không để dành thức ăn cho tôi. Sao con về trễ vậy? Mẹ con đã dành bánh samosa cho con trên bàn đó. Con cảm ơn cha mẹ. Thôi cha đi ngủ đi, con ăn xong rồi ngủ luôn. Con phải học mai đi, nói nghề gia đình. Con xem, cả khu chợ này có thợ may nào tay nghề giỏi như cha không? Được được được, cha vào ngủ đi, con ăn xong cũng muốn ngủ lắm rồi. Mèo. Hả?
có con mèo vào nhà, nó sẽ phá phách và ăn trộm thức ăn. Hôm nay con cứu được con mèo này, chân nó đang bị thương, xin cha cho con được nuôi nó. Con biết yêu thương động vật là rất tốt, nhưng cha chỉ e. Con sẽ chăm sóc nó thật kỹ, không cho nó ăn vụng đâu. Cha đi ngủ đi, con cũng sẽ đi ngủ liền nè. Nè Alisa, mau ra đây ăn bánh nè. Cô vào cái rương đó ngủ đi, tôi ngủ dưới đất. Ngủ trong rương sao? Không có giường à? Từ nhỏ tới lớn tôi vẫn ngủ trong đó, làm gì có giường. Nếu cô không chịu thì ngủ dưới đất, tôi vào đó. Không không, ta ngủ trong rương. Chúng ta ra đầu chợ, tôi sẽ mua cái gì đó bằng đồng tiền mà tôi đã kiếm được hôm qua. Ta không biết mẹ anh ra sao, nhưng thấy bà để dành lại cho anh một đĩa bánh lớn thì biết tình thương của bà dành cho anh rất nhiều. Hãy dùng tiền này mà mua kẹp tóc cho mẹ của mình. Xin chào Tể Tướng. Tể Tướng đến. Tể Tướng đến. Chết rồi, nếu Tể Tướng trông thấy ta thì sẽ bị bắt về cung điện mất. Mau chạy thôi. Quái lạ, sao cô ấy biến đâu mất tiêu rồi ta? Không biết có bị kẻ xấu bắt cóc không nữa. Ai da! Cháu xin lỗi ông. Mong ông thông cảm, cháu bận lắm. Sao mà đổ ra tùm lum vậy? Ông lúc này cũng yếu rồi, đừng làm việc quá sức nha. Thằng con của ông nó đụng vào xe nên mới đổ ra. Thằng Aladdin đó, Aladdin lớn rồi, sao anh không tạo cho nó cái nghề mà cứ để nó suốt ngày lêu lổng chạy nhảy bên ngoài như thế này chứ? Tôi bắt nó học nghề mai mà nó có nghe đâu. Hễ rời mắt một lát á là nó trốn đi chơi liền. Tôi thật sự là hết cách và buồn quá ông mà. Tôi thấy Aladdin chơi với những đứa trẻ lang thang, nghịch ngợm, bướng bỉnh, thậm chí còn ít mũi hơn nó. E rằng nó sẽ theo bạn xấu đó. Còn hư quá à. Suốt ngày chỉ biết rong chơi, không học hành làm việc. Tại sao cha khuyên con hoài mà con không nghe? Chỉ có học tập, lao động mới có thể nên người. Nếu cha chết đi á thì con làm gì để sống đây? Ôi thần linh ơi, ông đừng nói gỡ chứ. Rồi con nó sẽ học nghề mai của ông và trở thành một người tốt mà. Con không thích nghề may, con chỉ muốn có một cửa hiệu buôn bán, người ra vào tấp nập, có cả thương nhân nước ngoài ra vào nhộn nhịp. Con làm gì có vốn mà để mở cửa hiệu mà có thương nhân nước ngoài ra vào. Suốt ngày mơ mộng không thực tế. Ta thực sự rất buồn cái tính bướng bỉnh của con. Ở nhà lo treo đống y phục đó lên đi. Cha đi mua chỉ sợ rồi về ngay. Chuyện gì thế? Có một đoàn thương gia đến đây. Hả? Sao mày biết là thương gia? Dạ, thì nhìn họ ăn mặc đẹp, trên lưng ngược còn treo những cái túi nặng cồng kềnh. Tao muốn làm thương gia chứ không phải nhìn người ta thì trở thành thương gia được đâu. Vậy giờ anh có đi không? Đây là nhà của thằng nhóc con đó, bắt cha mẹ nó đền quần áo cho chúng ta. Người ta nói nó tên là Aladdin. Ông là cha của thằng nhóc đó hả? Nó làm rách y phục của chúng tôi, làm ngựa của chúng tôi chạy tán loạn. Tốt lắm, nhà nó là cửa hiệu may, chúng ta vào lấy để thế vào những thứ mà chúng ta bị mất. Không được, không được. Đồ là đồ của khách nhà tôi, chúng tôi sắp giao cho khách. Tôi xin các ông đừng làm như vậy mà. Ôi thần linh ơi, Aladdin,
Con ơi là con. Ôi, tại sao đứa con trai duy nhất của tôi lại gây ra những chuyện như thế này? Tôi không thể ngờ được. Tại sao? Tại sao? Ôi thần Linh ơi, ông ơi, ông tỉnh lại đi ông ơi. Ông ơi, chồng tôi ơi, ông chết rồi sao ông ơi? Từ sau cái chết của cha, Aladdin hối hận. Cậu càng xấu hổ hơn vì mỗi khi ra đường bị người dân trong khu chợ coi thường. Người mẹ luôn bảo vệ và che chở cho con trai nên bị ảnh hưởng không ít. Tôi bán rẻ cho chị, nhưng với đứa con làm cho cha mình chết thì tôi nhất định không bán đâu. Đúng rồi, con bất hiếu làm cho cha chết thì không đáng phải thương xót. Tôi biết kể từ khi anh Mustafa chết, chị sống rất khó khăn. Tôi sẵn sàng giúp chị, nhưng nó thì tôi không giúp. Đủ nó ra khỏi chợ đi. Đúng rồi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi. Con tôi nó không có tội gì cả, nó cũng không muốn cha mình chết. Tôi xin mọi người, xin mọi người hãy tha thứ cho nó. Hiện giờ ta rất là buồn, Mi có biết không? Giờ ta chỉ còn có người thân duy nhất là mẹ và Mi thôi. Con đi rửa tay rồi vào ăn bánh samosa mà con thích nè. Các cô chú bác vì rất yêu mến cha con nên chỉ là một chút tức giận mới có hành động như vậy. Chứ thật ra họ rất tốt. Con thay đổi, con chăm chỉ làm việc thì họ sẽ tha thứ phải không mẹ? Con ăn xong thì con sẽ đi kiếm việc làm. Con sẽ nuôi mẹ. Thưa quốc vương, thần đã tìm được công chúa và đã đưa về đây. Cung nữ, mau truyền công chúa ra đây cho ta hỏi chuyện. Chào phụ vương, chào mẫu hậu. Jasmine, con thân là công chúa, sao lại trốn khỏi hoàng cung đi chơi như vậy? Ta không muốn con đi ra ngoài như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Thưa cha mẹ, con cũng muốn tìm hiểu cuộc sống dân chúng như thế nào. Nhưng mà con thấy vui lắm, có nhiều bạn và con biết hái táo để kiếm tiền nữa. Con đã đi hái táo để có được 2 đồng sao? Cho cháu xách đồ giúp bác với, chỉ cần cho cháu 1 ruby là được rồi. Không cần đâu, cảm ơn cháu. Cho cháu phụ kéo với bác, chỉ cần cho cháu 1 đồng ruby là được rồi. Ôi thôi, cháu nhỏ nhắn thế này thì sức đâu mà kéo. Ủa, sao anh ngồi ở đây? Chúng ta cùng đi chơi nha. Không, kể từ bây giờ anh không chơi và không phá phách nữa. Vì những lần chơi tai hại đã làm cha của anh mất. Bây giờ anh muốn kiếm việc làm. Các em có biết nơi nào có việc làm không? À, anh đi hết con đường này. Cuối đường là một lò gạch. Ông chủ ở đó đang cần người á. Chú ơi, có thể cho cháu làm việc không? Chỉ cần cho cháu 1 đồng ruby là đủ rồi. Thì ta cũng cần đó. Ta tên là Vian, có nghĩa là cuộc sống có ý nghĩa đấy. Còn cậu tên gì? Cháu tên là Aladdin. Vậy thì làm việc ngay bây giờ nha. Mỗi ngày ta trả 1 ruby cho cháu. Nếu làm giỏi thì ta trả thêm 50 paisa nữa. Ta về cung điện đột ngột, không tự giả anh ấy, nghĩ cũng có lỗi. Giờ quay lại, sao ta không thấy Aladdin, không thấy ai ra vào cả, mà căn nhà cũng không giống như lúc trước khi ta đến vậy. Gia đình này đi đâu hết rồi vậy chú? Ông Mustafa mất rồi, mẹ con Aladdin đi làm thuê, làm mướn suốt ngày nên không có ai ở nhà. Con cảm ơn chú. Ôi, sao có nhiều chuyện xảy ra thế này? Ta về cung thôi, chưa biết tìm Aladdin ở chỗ nào trong thị trấn này chứ. Rồi sẽ có ngày ta trở lại tìm anh ấy và con mèo.
hết xuân rồi đến đông tàn, thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Nhờ Aladdin làm việc ở lò gạch chăm chỉ, cuộc sống của hai mẹ con khá hơn. Bây giờ Aladdin trở thành chàng trai khôi ngô tuấn tú, mạnh khỏe rắn chắc. Đi tới đâu thì các cô gái dõi mắt nhìn theo. Đã 3 năm trôi qua, không biết Alisa thế nào rồi. Không biết cô ấy lúc này như thế nào đấy. Sẽ có ngày ta vào cung điện tìm Alisa thôi. Này cháu, dừng lại cho ta hỏi. Ông cần cháu giúp gì phải không ạ? Cháu rất giống một người anh của ta. Anh ấy tên là Mustafa. Dạ. Ông Mustafa chính là cha của cháu. Ồ, vậy đúng cháu rồi. Ta tên Abdraika, là em của cha cháu đây. Mau đưa ta về gặp anh của ta. Cha cháu mất vào 3 năm trước rồi. Giờ cháu sống với mẹ. Ôi, anh của ta, người anh khốn khổ của ta. Giờ mẹ con cháu sống ra sao? Cháu đi làm thuê ở lò gạch. Kể từ bây giờ, mẹ con cháu sẽ có chú giúp, không sống cực khổ nữa. Nào, bây giờ cháu quay về, đưa tiền vàng này cho mẹ, bảo rằng tối nay chúng sẽ đến ăn tối. Hả? Nhưng cháu đang đi làm ở lò gạch. Thôi, cháu nghĩ đi. Kể từ bây giờ, không phải làm gì nữa, chú sẽ lo hết. Mà cháu muốn làm việc gì? Ngay từ nhỏ, cháu muốn có một hiệu buôn thật lớn. Những người đến giao dịch là những thương nhân của các nước. Đến bây giờ, cháu vẫn nuôi mộng đó. Ôi, tưởng việc gì khó. Chú có rất nhiều tiền vàng, sẽ lo cho cháu một hiệu buôn lớn nhất đất nước này. Nhưng số vàng này vẫn chưa đủ. Mà chú còn có cả một kho báu kìa. Cháu phải đi lấy nó và đem về. Hả? Một kho báu hả chú? Mẹ ơi, con có một người chú phải không mẹ? Không con à. Cả bên cha con cũng như bên mẹ không có anh em nào cả. Hả? Sao lạ vậy? Vậy mà con vừa gặp một ông tên Abraka, xưng là em của cha. Khi con nói cha đã chết rồi, ông ấy khóc và ôm lấy con. Con à, đúng là cha con có một người em, nhưng chết đã lâu và mẹ chưa bao giờ nghe cha con nói có một người em nào khác nữa. Ông ta có lừa mình không? Mà mình có gì để lừa chứ? Ông ta đưa mình 5 đồng tiền vàng, đó là sự thật. Ông ta hứa mở cửa hiệu cho mình. Cha mất rồi, ta cũng mong có một người chú thật sự. Có lẽ ông ấy không biết nhà của chúng ta. Mẹ nhớ rõ, cha con không có người anh em nào cả. Chắc là ông ta đã nhận lầm người. Nhưng chú ấy rất cả quyết, và còn đưa cho con đến 5 đồng tiền vàng lẫn đó. Chỉ có 5 đồng tiền vàng thì ăn nhầm gì chứ. Chú còn muốn lo cho cháu nhiều hơn nữa kìa. Em chào chị. Xin thần linh che chở cho chị và cháu. Có phải chú là em của ông Mustafa nhà tôi thật không? Chứ em nhận bừa để làm gì. Chị cho em biết chỗ anh Mustafa của em thường ngồi ở đâu đi nè. Ôi, ông anh khốn khổ của tôi. Em rất đau lòng không đến được sớm hơn để mà ôm hôn anh một lần cuối. Tôi xin được ngồi đây để được nhìn như thấy anh đang ở đây. Bao lâu nay chú đi đâu mà không về đây để gặp cha của cháu? Chị và cháu yêu quý của tôi ra đi khỏi đất nước này đã 40 năm rồi. Sau khi đi hết Ấn Độ, Ba Tư, Á Rập, Syri, Ai Cập, rồi ở lại châu Phi là lâu nhất. Hả? Chú đi nhiều nước vậy sao? Em đã trở về đây cầu mong ôm hôn người anh thân yêu, nhưng không ngờ. Chú ơi đừng buồn nữa, cha của cháu sẽ rất vui khi thấy chú trở về mà. Bây giờ em sẽ thay anh trai lo cho chị và cháu. Sau thời gian dài làm việc, em có tích cữ được một kho báu. Thôi, bây giờ em sẽ dẫn cháu đi lấy. Sao chú không tự lấy mà kêu nó đi chứ?
vì không muốn cho ai biết kho báu. Em đã bít cửa hang. Em thì lớn tuổi quá rồi, không thể chui vào đó được. Giờ chỉ có cháu thôi, vừa nhanh nhẹn vừa nhỏ gọn mới chui vào được thôi. Trời tối rồi mà, làm sao đi ngay bây giờ được? Không, ý em là để sáng mai mới đi. Cháu còn trẻ sao lại chậm chạp quá vậy? Đi mau, ta sẽ mua hai con ngựa cưỡi cho nhanh. Cháu chào cô. Cho cháu hỏi, anh Aladdin có ở trong nhà không? Cháu là bạn của anh ấy. À, Aladdin vừa mới đi cùng chú của nó. Hướng này nè, cháu có thể đi nhanh sẽ kịp. Cảm ơn cô. Cô tìm Aladdin nữa hả? Cái đứa nghèo khó kiếm từng đồng bạc thì tìm làm gì? Theo tôi đi chơi nè. Tránh ra cho ta đi. Ta không tránh, mà còn muốn đi chơi với cô nữa kìa. Sao lại kỳ lạ như vậy? Chú không phải người thường. Người thường hay phù thủy thì sao chứ? Cháu nên biết chuyến đi này sẽ làm cho cháu giàu hơn tất cả những ông vua trên thế giới này đó, biết chưa? Cháu an tâm đi, chú sẽ luôn là người bảo vệ cháu mà. Cánh cửa là tảng đá này sao? Kho báu gì mà có cánh cửa nhỏ như vậy chứ? Vì cháu có một thân phận hết sức đặc biệt, nên ta đã vất vả để mà đi tìm cháu. Không ai trên đời này ngoài cháu được phép sờ vào tảng đá, mở ra để chui vào. Cả ta cũng không được sờ vào và xuống kho báu khi đã mở. Vậy làm sao chú chui vào để cất kho báu? Thôi, đừng có hỏi gì nữa hết. Mau vào lấy kho báu đi. Sao lạ vậy? Kho báu này là của chú kia mà. Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Có xuống để mà lấy vàng bạc châu báu hay không? Được, cháu sẽ xuống. Vậy thì nghe ta căn dặn đây. Cháu đi xuống sẽ thấy ba phòng lớn liên tiếp nhau. Trong mỗi phòng đựng đầy vàng bạc và kim cương. Nhưng đừng sờ vào và không lấy bất cứ một thứ gì ở đó. Cuối gian phòng thứ ba, nó sẽ có một chiếc đèn cũ. Cháu bỏ cái chiếc đèn vào chiếc túi này, rồi quay ra đây đưa cho chú. Phía dưới có nguy hiểm gì không ta? Đây, cầm lấy chiếc nhẫn này, nó sẽ bảo vệ cháu. Không có gì đáng sợ cả. Nào, mau vào đi cháu. Không lấy vàng bạc châu báu, mà chỉ lấy chiếc đèn cũ thì nghĩa là sao chứ? Có gì đó sai sai thì phải. Thôi kệ, cứ xuống dưới đã, rồi ta sẽ tính. Vào nhanh đi chàng trai, rồi lấy cây đèn ra đây. Ôi, mình chưa thấy một vườn trái cây nào kỳ lạ như vậy. Quả của chúng toàn bằng đá quý lấp lánh. Rất là vô lý, ta thực sự nghi ngờ. Nhưng những quả lấp lánh này cũng rất đẹp, đem về chơi cũng được. Thôi mặc kệ, ta cứ lấy đựng cho đầy túi thì thôi.
ơi, không sao, kéo vô lên. Tao ném cái đèn ra ngoài cho ta. Mình bỏ cái đèn vào trước, làm sao lấy ra đưa ông ấy được? Cần phải ra khỏi đây mới đưa được chứ. Cái đèn đang trong vườn đâu? Cút ngay vô lên đi, thang sắp động rồi. Hãy cần đưa cái đường ta, đưa cái đèn cho ta mau. Xin chú phải kéo vô lên. Muốn kiếm nhà ngươi làm hết cho ta, hãy ở đó mới kiếm chân đi. Mẹ ơi, con đói, con sắp chết rồi. Khi con mất lòng tin thì con hãy cầu nguyện. Châu báu, vàng ngọc quý thật, nhưng đói thì cũng chẳng ăn được. Giờ ta còn giữ nó làm gì chứ? Thưa ngài, tôi là thần nhẫn, tên là Tu Lu, là nô lệ của ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài đây? Thần nhẫn, tôi muốn về nhà. Hãy cứu tôi ra khỏi đây. Xin tuân lệnh chủ nhân. Trời ơi, con đi những đâu mà mãi đến hôm nay mới chịu về. Mẹ đã đi tìm con khắp nơi. Mẹ ơi, con tưởng rằng không thể trở về với mẹ được nữa. Ôi thần linh ơi, con đi với chú Abraka ra sao mà bây giờ lại ra như thế này? Mẹ ơi, trước hết cho con ăn cái gì đi. Đã 3 ngày nay con không được ăn tí gì hết. Con trai, con ăn chapati đi. Nè, đừng có ăn vội, ăn từng ít một, rồi sau hãy ăn tùy thích. Chúng ta đều nghĩ Abraka là chú của con, nhưng thật ra hắn chỉ là một kẻ độc ác lừa dối. Ông ta tốt với con để đạt được mục đích của ông ấy thôi. Mục đích gì vậy? Cả mẹ và con đều không biết gì nguyên nhân gì. Mẹ sẽ hiểu ra khi nghe con kể lại cặn kẽ sự việc xảy ra. Từ khi con đi với hắn cho đến khi hắn thực hiện ý đồ, ông ta chính là phù thủy đó mẹ. Rồi ai đã giúp cho con thoát khỏi nơi đó? Trong chiếc nhẫn này có một vị thần, và chính ông ấy đã đưa con về nhà đó mẹ. Thì ra Abraka là phù thủy. Nhờ thần linh con thoát được cái chết, do đó việc làm của hắn không thực hiện được. Thôi bây giờ con đi ngủ đi. Mẹ có một số sợi vải phải đưa đi bán, rồi mẹ sẽ mua bánh và thức ăn về, chúng ta sẽ cùng ăn tối. Mẹ ơi, hãy để dành sợi vải vào lúc khác. Chiếc đèn đem về con sẽ đem đi bán, lấy tiền mua thức ăn tối, và có lẽ sẽ đủ cho cả bữa khuya nữa đó. Nhưng mẹ trông nó bẩn lắm, lau chùi sạch sẽ chắc sẽ có giá hơn. Thưa chủ nhân, tôi tên là Sandy, là nô lệ của ngài. Vì ngài có chiếc đèn, xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Mong ước của ngài chính là mệnh lệnh cho tôi. Ta đói, ông hãy đem thức ăn đến cho ta. Ôi, là món tha ly. Món này mẹ và cha con đã từng nghe nhưng chưa bao giờ được ăn. Xin cảm ơn thần linh đã ban cho chúng con bữa ăn ngon. Con mời cha về ăn. Xin cha chứng kiến đứa con trai ngỗ nghịch nay đã trưởng thành. Con xin hứa sẽ chăm sóc mẹ thật chu đáo. Chào ông Bách Ru, ông có muốn mua đĩa bạc không? Đĩa như thế nào? Bạc tinh khiết hay là bạc tạp chất? Loại bạc này thường thôi, nhưng cậu muốn bán giá bao nhiêu? Cháu không biết, mà ông muốn mua bao nhiêu? Cậu có bao nhiêu cái đĩa như vậy? Cháu có 12 cái đĩa, 1 cái khay và 2 cái ly. Nó không biết giá trị của đồ bạc này. Ta sẽ mua rẻ để kiếm lãi thật nhiều. Bộ đồ này cũng không tốt cho lắm, nhưng ta cũng mua cho cháu 1 cái đĩa giá 1 đồng, cái khay giá 2 đồng và 2 ly bạc cùng giá 2 đồng, tổng cộng là 16 đồng vàng.
cháu đồng ý không? Còn không á thì đem chỗ khác mà bán. Này cháu, dừng lại cho ta hỏi chuyện một chút. Lần trước ta thấy cháu đi qua đây cầm cái bao gì đó, đến gặp ông Bá Tru và trở về không cầm nữa. Ta nghĩ là cháu bán đồ cho ông ta. Dạ đúng rồi, nhưng có sao không ạ? Có lẽ cháu không biết, đó là một tay lừa bịp, thậm chí là mánh khóe hơn những người khác. Và những ai biết rõ thì không mua bán với ông ta. Hả? Ta nói thật đó, cháu đưa ta xem, ta sẽ trả đúng giá nếu phù hợp với ta. Còn không thì ta sẽ giới thiệu với những nhà buôn khác, không lừa cháu đâu. Ồ, đẹp quá. Đây chính là bạc tinh khiết đó cháu à. Ông ta trả cho cháu bao nhiêu tiền cái đĩa này vậy? Dạ, 1 đồng tiền vàng ạ. Ôi thần linh ơi, ta cho cháu biết, đây là loại bạc tốt nhất, thường có ở hoàng cung. Cháu sẽ biết rõ ông kia lừa cháu đến mức nào. Đây là bạc tinh khiết không pha trộn. Nó có giá 72 đồng tiền vàng cho cái đĩa này đó. Hả? Ta mua của cháu là 1.240 đồng tiền vàng, đúng giá trị thật của nó, chứ không cho cháu thêm đâu. Nào, hãy cầm lấy tiền đi. Khi nào có bạc thế này nữa thì đến bán cho ta nha. Mẹ cất giữ tiền này rồi mua cho mẹ vài chiếc áo. Chỉ còn thấy áo mẹ cũ lắm rồi. Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không? Mẹ lo lắng quá. Chúng ta là người thường, không nên liên quan đến thần. Mẹ nghĩ con nên đem cho hoặc bán luôn cả chiếc nhẫn lẫn cây đèn đi con. Con tính không bán nó như đã dự định. Chiếc đèn sẽ rất có ích cho mẹ con chúng ta. Mẹ không thấy nó rất có ích hay sao? Có, nhưng chúng ta không thể ngồi để hưởng thụ. Con sẽ sinh ra lười biếng, đó là việc không tốt đâu con. Chiếc đèn thực sự quý giá. Đó không chỉ là chiếc đèn, mà còn có ông thần đèn giúp chúng ta lúc đói kém. Còn chiếc nhẫn, nhờ nó mới có thần nhẫn cứu con ra khỏi hang tối. Đó không chỉ là chiếc nhẫn, mà còn là người ơn của con. Mẹ an tâm, con bây giờ đã khác trước. Con không lười lao động, con sẽ làm việc để tạo dựng sự nghiệp cho mình. Con đã biết nghĩ như vậy thì con hãy làm những điều con cho là có ích. Nhưng chúng ta không nên lợi dụng các vị thần. Số tiền này không được quan phí, mà phải tiếp tục sống đạm bạc như trước, lao động để có cái ăn. Chào ông Tam Ti, hôm nay tôi đưa hai người bạn đến đây mua trang sức trong tiệm của ông đây. Chào ông Ca Bát, xin thần linh ban cho ông nhiều sức khỏe. Tôi rất hoan nghênh các vị đến đây mua sắm. Những quả trái cây nhiều màu hái trong hang động mà ta lầm tưởng chỉ là thủy tinh màu hơn rất nhiều những viên đá ở đây. Nó là những viên đá quý rất cao giá, sẽ đưa ta đến một số phận cao sang hơn. Ồ, hôm nay là lễ Diwali, ta phải về nhà ăn mừng cùng với mẹ. Người dân nghe đây, quốc vương Sanawa ra lệnh, người dân trong kinh thành đóng cửa nhà, hàng quán để công chúa Jasmine tắm nước thiên từ sông Yamuna cho đến khi trở về. Ai không tuân lệnh thì bị xử tội. Công chúa Jasmine sao? Từ 3 năm nay ta không gặp lại Alisa. Ta nhớ cô ấy quá. Không biết là cô ấy có theo hầu công chúa tắm không đây. Ta sẽ tìm cách gặp lại cô ấy. Làm sao để tìm ra Alisa đây? Công chúa đi tắm thì phải có cung nữ theo hầu. Ta có thể sẽ gặp được Alisa thôi. Thưa ngài, tôi là thần nhẫn, tên là Tulu,
là nô lệ của ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài đây? Ông giúp được ta sao? E là khó lắm. Khó cũng phải làm, vì ngài là chủ nhân của tôi. Thôi, ông đừng có xưng hô nô lệ chủ nhân gì hết. Chúng ta là bạn với nhau, có được không? Được, nếu ngài muốn, tôi sẽ tuân lệnh của ngài. Nào, bây giờ hãy nói bạn muốn gì đi. À, ta muốn trông thấy mặt công chúa Jasmine. Tôi sẽ biến bạn thành con ruồi bám vào người tôi. À, không được, ông to lớn như vậy, nàng ấy mà trông thấy chắc chết ngất đó. Tôi không để cô ấy trông thấy, mà tôi ẩn thân. Vậy hả? Vậy thì được nha. Vậy là không có Alisa đi theo công chúa rồi. Alisa! Đúng là Alisa rồi. Nàng ấy có đẹp hơn trước, nhưng vẫn là khuôn mặt đó. Thật không ngờ Alisa chính là công chúa Jasmine. Ta muốn nói chuyện với nàng ấy, nhưng giờ với hình thù như vậy, chắc chắn là nàng ấy chết ngất. Nè Aladdin, mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Sao lúc này tôi thấy cậu sang trọng giàu có quá ha? Cũng thường thôi mà. Nè, tôi có chuyện muốn nói với cậu đó. Tôi bây giờ không muốn chơi bời lêu lỏng nữa, cậu tìm người khác chơi đi. Cậu chơi với bọn chúng nó kìa. Không, tôi muốn nói với cậu về cô bạn của cậu kìa. Cô bạn nào? Thì cô bạn của cậu không phải là người tầm thường đâu. Là Alisa đó. Là Alisa hả? Ừ. Cô ấy đến đây sao? Đến trước nhà và nói chuyện với mẹ cậu. Hả? Cô ấy không phải người tầm thường đâu đó. Có một cô gái đến để tìm con phải không mẹ? Cô gái đó rất xinh đẹp phải không mẹ? Đúng là có một cô gái đến tìm con. Con ăn tối bánh samosa mà con thích nè. Con bệnh hả? Hay có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe đi. Dù cho ta có vẻ bao nhiêu đi nữa, cũng không giống với sắc đẹp của nàng. Cô gái này là ai? Con quen với cô ấy hả? Mẹ ơi, con im lặng mãi là mẹ phiền lòng. Con biết. Con nói để mẹ rõ, con không đau ốm gì cả. Mẹ hiểu căn bệnh của con rồi. Mẹ ơi, con không hiểu tại sao hình ảnh, khuôn mặt của cô ấy luôn xuất hiện trong tâm trí con, không phai đi được. Con bị gì vậy mẹ? Đó chính là hành động con nhớ thương cô gái đó. Ôi, con trai của mẹ na đã lớn rồi, biết nhớ nhung người khác phái. Đó chính là tình yêu đó con. Tình yêu sao? Đúng vậy. Con cũng gần 20 tuổi rồi. Nếu thích cô gái này thì mẹ sẽ đến gặp cô gái ấy giúp con. Mà cô gái đó là ai? Hiện đang ở đâu? Người đó đã tới gặp mẹ. Cô ấy là công chúa Jasmine, con của quốc vương Sanawa. Ôi thần linh ơi, là công chúa sao? Con sẽ được hạnh phúc khi lấy được công chúa Jasmine.
nên con quyết định phải xin hỏi cưới nàng làm vợ. Hả? Sao chứ? Con muốn mẹ đi hỏi cưới công chúa cho con hả? Không, chuyện đó hoang đường quá. Gia cảnh nhà ta rất nghèo, con mất trí rồi sao con? Mẹ ơi, con không mất trí đâu. Ít nhất nếu đến gặp vua, mẹ cũng phải có xính lễ ra mắt người. Làm sao mẹ dám mở miệng khi người... Xính lễ? Mẹ không nhớ những vật con mang về từ hang sâu sao? Lúc đầu con tưởng đó là những quả thủy tinh màu, nhưng thật ra đó chính là những viên đá quý vô giá đó. Làm sao con biết đó chính là đá quý? Tất cả những viên con thấy trong các cửa hàng đá quý trên kinh thành không thể so sánh gì độ lớn, màu sắc đẹp so với những viên đá chúng ta có. Với những viên đá này, con chắc chắn chúng sẽ là món quà nhà vua rất hài lòng. Thưa mẹ, con nghĩ đây là một món quà sẽ làm cho mẹ được đón tiếp nồng hậu. Thôi được rồi. Ngày mai mẹ sẽ thỉnh cầu vua như con mong đợi. Nhưng mà mẹ nghĩ chắc chắn nhà vua sẽ cười nhạo rồi sẽ đuổi mẹ đi. Nhưng đến lúc đó, con biết thân biết phận mà không mơ đến việc cưới hỏi công chúa nữa. Mọi người xếp hàng đi vào cho có trật tự. Ai kiện cáo gì thì tâu rõ cho quốc vương biết. Mình không biết phép tắc ở trong cung điện như thế nào khi hành lễ với vua, lại không có kiện cáo gì cả, mà chỉ là đi cầu hôn thôi. Nếu vua nổi giận thì không biết xử trí làm sao đây nữa. Thôi, để cho những người phía sau lên trước, để mình còn bắt chước theo họ. Dạ kính thưa quốc vương, thần là Manru, nuôi dê bán lấy sữa. Cạnh nhà thần có gia đình ông Bathara, cũng nuôi dê lấy sữa. Ông ta vì cạnh tranh kinh doanh nên âm thầm đầu độc chết hai con dê của thần. Kính xin đức vua xét xử cho thần. Người nuôi tất cả mấy con dê? Dạ thần nuôi tất cả 20 con. Vậy thì ngươi hãy coi lại thức ăn của dê, hoặc coi nó có bị bệnh gì không. Chứ nếu bị đầu độc thì chết hết cả đàn dê của ngươi rồi. Đừng nghi ngờ sai quấy mà mất tình nghĩa hàng xóm với nhau. Ngươi hiểu rõ lời của ta không? Dạ tâu dân, thần đã hiểu. Xin cảm ơn đức vua. Cầu thần A-la ban cho ngài nhiều sức khỏe. Nè, người phụ nữ kia, bà có việc gì thì mau trình bày với quốc vương, còn không thì về đi. Ta cho phép bà đứng lên và nói những gì bà cần phải nói. Bà phải trình bày cho vua nghe việc quan trọng, chứ không giải bày những việc linh tinh. Như việc người ta bán bột xấu cho bà, hoặc việc gì tương tự thì không được đâu. Dạ thưa đức vua, thần muốn... thần muốn nói... Này người đàn bà phúc hậu, ta thấy bà đứng ở đây từ đầu đến cuối buổi xét xử. Có việc gì mà bà phải tới đây vậy? Dạ thưa đức vua, trước khi trình bày với ngài vấn đề khác thường, thậm chí là không tin được. Bà cứ an tâm mà nói đi, đừng sợ hãi gì cả. Thưa đức vua, thần dám xin ngài đồng ý tha thứ gia ân cho thần nếu thấy lời thỉnh cầu của thần khiến đức vua ngài không vừa lòng. Được rồi, dù sự việc ra sao, ngay từ bây giờ ta tha thứ cho bà, không có điều gì làm hại đến bà đâu. Nào, hãy mạnh dạn nói đi. Tâu đức vua, con của thần tên là Aladdin. Nó tình cờ trông thấy công chúa nên đã phải lòng công chúa. Giờ nó không ăn không ngủ mà tương tư công chúa.
Aladdin say mê công chúa đến mức muốn cầu hôn công chúa. Bà là một thường dân mà dám tới đây cầu thân với công chúa. Xin hỏi bà hay con trai bà có bản lĩnh gì không? Con trai của bà say mê công chúa đến như vậy sao? Nhưng công chúa con của ta sống trong sang giàu, đến nhà của bà để ở, nó làm sao chịu đựng nổi? Muốn cầu thân thì ít ra bà phải có của cải dâng lên, để cho thấy cuộc sống của công chúa không đói nghèo chứ. Dạ, cuối xin đức vua thứ tội, mẹ con thần dân chỉ có món quà mọn này, xin được dâng lên để làm sinh lễ ra mắt à. Có thì bà dâng lên cho quốc vương xem có xứng đáng không. Mấy cái thứ trong túi vải này không biết có phải là châu báu hay không, hay chỉ là những hạt thủy tinh đủ màu sắc đây trời ơi. Ta đưa ra, nếu đúng là châu báu thật thì tốt, còn không thì cả hai mẹ con cùng chết vì dám dối gạt vua. Thôi thì đã đến đây và cũng nói ra rồi thì phải liều thôi. Ôi thần linh ơi, khanh coi các viên kim cương màu này nè, nó không bọt, tinh khiết hoàn mỹ đến mức không có bất cứ tạp chất và tì vết nào cả. Ta thật không ngờ những viên đá thủy tinh này lại làm cho đức vua hài lòng đến như vậy. Xem ra con trai ta có hy vọng cưới được công chúa rồi. Thế nào tể tướng, ngài nghĩ sao về món quà như vậy? Công nhận là không có gì hoàn hảo hơn nữa, nó thật xứng đáng với công chúa. Được, hôm nay ta nhận lễ vật cầu hôn của Aladdin, con trai của bà. Thưa bệ hạ, không thể phủ nhận món quà thật xứng đáng với công chúa, nhưng thần khẩn cầu bệ hạ lùi lại 3 tháng rồi sẽ quyết định. Tại sao phải lùi đến 3 tháng? Thần hy vọng trong thời gian đó, con trai của thần mà bệ hạ đã có lòng từ trước sẽ có cái gì đáng giá hơn món quà của Aladdin mà ngài chưa từng biết mặt. Ta không nghĩ con trai của khanh có được lễ vật cầu hôn quý giá như những châu báu này đâu. Nhưng thôi được, ta luôn tôn trọng nhà khanh vì con trai khanh có hôn ước trước. Được rồi, bà về nhà nói với con trai của bà là ta vui lòng với đề nghị của cậu ấy. Nhưng ta không thể gả con gái mà không làm sẵn cho nó một tòa lâu đài trong 3 tháng nữa. Vậy bà sẽ trở lại đây sau 3 tháng đó có được không? 3 tháng này cũng sẽ đủ để ta tìm hiểu thêm về Aladdin, coi hắn ta có xứng đáng để làm chồng của con gái ta hay không. Nhà vua đã bằng lòng rồi phải không mẹ? Mẹ cũng còn hơi lo. Không sao đâu mẹ, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ đã vì con mà phải vào gặp vua Sanawa và có được kết quả tốt đẹp. Chào ông, hôm nay là lễ hội gì? Sao mọi nhà tổ chức rộn rịp quá vậy? Thần linh ơi, bà ở đâu ra vậy? Không biết đêm nay con trai quan tể tướng cưới công chúa Jasmine sao? Con ơi, việc của con đã hỏng rồi. Nhà vua hẹn chúng ta 3 tháng, mà giờ này mới có 2 tháng thì ngài đã đi gả công chúa cho người khác. Thưa mẹ, con trai tể tướng sẽ không thể kết hôn với công chúa. Không thể như vậy được đâu. Nhà vua đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời. Thôi, chúng ta mau về nhà. Nhờ ơn thần linh che chở, ta và phụ vương chúc con luôn hạnh phúc. Con có vui trong ngày cưới của con không? Sao ta thấy con lại có vẻ u buồn quá vậy? Thưa phụ vương và mẫu hậu, cha mẹ ban hôn thì con chịu, nhưng sao cảm thấy trong lòng con không được vui? Con không muốn cuộc hôn nhân này. Sao lạ vậy? Con trai của tể tướng khôi ngô tuấn tú, chứ nào phải xấu xí gì. Sao con lại không chịu? Vì con vẫn chưa muốn kết hôn. Ta đã hứa gả con lâu rồi. Jaffa là cận thần bao năm nay trung thành với ta. Nhưng sao lại là phải con trai của tể tướng? Con cũng có thể kết hôn với người thường dân con yêu mà thưa cha.
Công chúa không muốn cuộc hôn nhân này. Chúng ta không thể ép con. Nàng không biết việc này. Bấy lâu nay ta vì quá tin tưởng ông ấy nên không đề phòng. Bây giờ quyền hành của tể tướng Gia Pha rất lớn, ta đang chịu sức ép từ phía của ông ấy. Thần nhẫn Tu Lu đã giúp ta thay mặt công chúa. Bây giờ ta nhờ thần ấy giúp đỡ. Nhưng tôi là nô lệ của ngài, xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh cho tôi. Vua Sanawa đã hứa gả công chúa cho ta và hẹn trong 3 tháng. Thay vì giữ lời hứa, ông ta lại làm lễ thành hôn công chúa với người khác. Vua làm như thế là không được. Bây giờ ngài tính sao? Con trai quan tể tướng sẽ cưới công chúa Jasmine trong hôm nay. Ta không thể nào chịu được. Ta yêu công chúa. Ông có cách nào giúp ta không? Thì dễ mà. Tôi đi bắt công chúa đem đến đây. Không không, ông làm như vậy thì làm sao tránh cho ta khỏi tội chứ? Nhà vua thất hứa làm cho chủ nhân buồn. Tôi đi bắt ông ta đem đến đây cho ngài hỏi tội, có được không? Ôi thần Linh ơi, bắt ông ta đem đến đây thì hai mẹ con ta bắt tội chết sao? À, ta đã có cách rồi. Công chúa đừng buồn nữa. Cô đang nghĩ đến chàng trai đó sao? Mà cô cũng không gặp chàng ấy từ lâu rồi mà. Không phải, ta không thích con trai của Gia Pha. Hắn ta rất kiêu ngạo và hách dịch như là cha của mình vậy. Công chúa Jasmine, hôm nay là ngày thành hôn của ta và nàng. Nàng đã sẵn sàng chứ? Cả hai làm cho chủ nhân của ta buồn. Hôm nay ta không tha cho hai người đâu. Thần Linh ơi, quỷ, quỷ, cứu ta với. Người dám nói ta là quỷ hả? Ta là thần, ngươi nghe rõ chưa? Ông là ai? Tại sao lại bắt ta? Ta là thần nhẫn, có tên là Tu Lu. Công chúa tôn kính, nàng đừng sợ. Nàng có nhận ra ta không? Chàng là ai? Có phải là Aladdin không? Alisa? Không, nàng là công chúa Jasmine. Chúng ta đã không gặp nhau 4 năm rồi. Lần đó ta ra đi mà không lời từ biệt, nên quay trở lại 2 lần để tìm chàng. Nhưng sao bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này? Tại sao ta buộc phải làm như thế này? Không phải để xúc phạm nàng, mà để ngăn cản cuộc hôn nhân bất công, trái với lời hứa mà quốc dương từng chấp nhận ta. Vì sao chàng nói phụ dương của ta thất hứa với chàng? 2 tháng trước, mẹ của ta đã đem lễ vật đến cầu hôn nàng. Quốc dương rất thích thú vì số châu báu đó, nên chấp nhận lời cầu hôn. Nhưng ngài đã thay đổi, lại gả nàng cho con trai tể tướng. Nàng nghĩ xem, quốc dương làm như vậy là trái với đạo lý của một quân vương. Ồ, có chuyện đó hay sao? Nếu ta biết thì ta không chấp nhận hôn lễ này. Nhưng cha của ta cũng có nỗi khổ. Chỉ vì Gia Pha nắm hết quyền hành, ông ta ép buộc phụ dương phải theo ý của ông ấy. À, thì ra là vậy. Ta đã trách lầm quốc dương và cả nàng rồi. Nếu ta cưới được nàng thì ta sẽ không để ông ta lộng hành như vậy nữa. Chúng ta cần phải làm sao để chính con trai của Gia Pha từ hôn thì ông ấy mới không làm khó phụ dương đây. Phải, nàng nói rất đúng. Con mèo nó sao rồi? Chàng còn nuôi nó không? Nuôi nó lớn rồi nó đi theo vợ luôn rồi. Ta kiếm hoài không biết nó đi đâu nữa. À, khi nàng trông thấy thần Tu Lu, nàng có hoảng sợ không? Ta rất sợ. Nhưng mà ông ấy là ai? Ông ấy là chiếc nhẫn thần này. Ta sẽ kể rõ cho nàng nghe sau.
Bây giờ ta cũng sẽ nhờ thần nhẫn làm cho anh ta hoảng sợ đến từng hôn. Thưa chủ nhân, tôi là nô lệ của ngài, xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh của tôi. Ta có việc này cần nhờ ông giúp, vì ta không tiện ra mặt. Ông làm sao cho chàng trai nằm ở kia từ chối hôn ước với công chúa Jasmine, sau đó ông đưa mọi thứ trở về chỗ cũ. Chuyện này rất là dễ đối với tôi. Thần Linh ơi, quỷ, quỷ, cứu ta đây. Thôi, ông thần quỷ gì đó, làm ơn tha cho ta đi. Ngươi phải từ bỏ công chúa này, nếu không thì ta đưa đến đây mỗi ngày để giật đó, hãy nhớ đó. Ôi, thần linh ơi, công chúa, con sao vậy? Tại sao con trai tể tướng lại nằm kia? Jasmine, con nói cho ta nghe, tại sao lại như vậy? Có phải 2 tháng trước, cha đã nhận sính lễ của mẹ Aladdin không? Đúng là như vậy, nhưng con phải hiểu cho ta. Tể tướng nhất mực trung thành, ông ta có công với vương quốc này, nên ta đành phải chiều theo ý ông ấy mà thôi. Chính vì vậy mà cha đã đánh đổi hạnh phúc của con gái mình sao? Cha có biết con và Aladdin đã quen biết nhau từ 4 năm trước rồi không? Hai người nói gì mà thiếp không hiểu gì cả. Nhưng sao con trai tể tướng lại nằm ở đó? Đêm hôm qua... Lính đâu? Đánh thức con trai tể tướng dậy cho ta. Xin cha mẹ đừng gả con cho con trai của tể tướng. Con không ưng anh ta. Hãy đưa anh ta ra khỏi đây ngay. Thưa quốc vương và hoàng hậu, thần không muốn kết hôn với công chúa nữa. Mẹ ơi, đã đến lúc mẹ vào cung hỏi đức vua về lời hứa với chúng ta được rồi đó mẹ. Sáng nay ra chợ, mẹ không hiểu con làm cách gì mà lễ cưới của công chúa bị hủy bỏ. Thôi được rồi, chuyện này là hệ trọng, mẹ sẽ đi ngay. Mẹ ơi, nếu nhà vua hỏi mẹ sẽ tổ chức lễ cưới như thế nào, mẹ cứ nói rằng lễ cưới sẽ long trọng và linh đình. Nhà vua đòi hỏi cái gì, con cũng sẽ thực hiện. Ôi thần linh ơi, nhà mình như thế này mà nhà vua đòi cái gì con cũng thực hiện được sao? Mẹ biết không, việc công chúa quỷ hôn cũng chính nhờ đến thần nhẫn đó mẹ. Con còn có thần đèn nữa, các ông ấy sẽ giúp con thôi. Tể tướng, ta đã thất hứa với người dân nên cảm thấy rất có lỗi. Gọi bãi lại đây, ta sẽ nghe lời tấu của ông sao? Dạ, thưa quốc vương, thần lại xin tiếp kiến ngài để nhân danh Aladdin con trai thần. Lời thỉnh cầu mà ngài đã hứa, xin ngài nhớ lại cho. Được rồi, nhưng ta muốn biết bà sẽ tổ chức lễ cưới như thế nào đây. Thần sẽ tổ chức lễ cưới thật long trọng và linh đình. Ngài có yêu cầu gì thì thần cũng có thể làm được. Bà phải đợi ta xây cho công chúa một tòa lâu đài ngay phía trước cung điện này, rồi mới tổ chức lễ cưới. Ta không muốn gả công chúa đi xa. Lúc trước nhà vua cũng hẹn lại rồi thay đổi. Bây giờ ta không thể để cho ông ta hẹn nữa, biết đâu sẽ thay đổi lần nữa sao? Thưa đức vua, việc xây lâu đài xin hãy để mẹ con thần lo. Ngài có đồng ý không? Bà và Aladdin tự lo được sao? Thưa quốc vương, thần thấy có một cách nhất định là khéo léo tránh được cuộc hôn nhân không tương xứng mà Aladdin không phàn nàn được. Cách nào? Ông mau nói ngay đi. Ngài hãy đòi sính lễ cầu hôn công chúa lớn tới mức anh ta không dám nghĩ tới. Ông không thấy là mẹ của Aladdin đã đem đến một số châu báu quý hiếm sao?
thì xin lễ đâu có làm khó họ chứ. Ta sẽ cho gọi công chúa đến để biết ý kiến của con gái ta. Lính đâu? Mau mời công chúa Jasmine đến đây. Dạ. Cho dù gia sản của Aladdin giàu có tới mức nào cũng không dường tới được. Đây là cách làm anh ta phải từ bỏ cái tham vọng lấy được công chúa cao quý. Có một gia đình thường dân, cậu ấy tên Aladdin, đã đem đến đây một số ít châu báu để hỏi cưới công chúa Jasmine. Ta muốn nghe ý kiến của con. Đây là mẹ của Aladdin. Không ngờ chàng ấy lại đến nhanh như vậy. Thưa cha, con đồng ý kết hôn với Aladdin. Các vị vua phải giữ lời hứa. Ta sẵn sàng giữ lời của mình, cho phép Aladdin được kết hôn với công chúa Jasmine. Nhưng ta không thể gả chồng cho công chúa mà không biết công chúa có sống sung sướng hay không. Bà về nói với con trai là ta sẽ thực hiện lời hứa. Tuy nhiên, sính lễ là phải đưa đến cho ta 40 cái chậu bằng vàng lớn, đựng đầy những châu báu mà bà đã dâng lên cho ta. Phải có thêm 40 người hầu cận nữa thì đủ những điều kiện để ta gả công chúa. Bà về đi, ta chờ Aladdin trả lời cho ta biết. Ôi, thần linh ơi, con trai con nó tiệp đâu ra 40 chậu vàng và số lượng thủy tinh màu nhiều đến mức đầy các chậu đó, và tìm ở đâu được những nô lệ như vua đòi hỏi? Khó khăn lắm rồi con trai ơi. Mẹ làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không mẹ? Aladdin, mẹ khuyên con không nên nghĩ đến việc cưới công chúa Jasmine nữa. Nhà vua tiếp mẹ rất tử tế, và mẹ nghĩ ngài có ưu ái đến con. Nhà vua yêu cầu như thế nào? Mẹ cứ nói cho con biết đi. Vì muốn giữ danh dự nên mẹ có nói là việc xây lâu đài cho công chúa ở thì do mẹ con mình lo. Mẹ cũng không hiểu sao lúc đó mẹ lại nói như vậy được nữa. Ơi thần linh ơi. Mẹ nói đúng mà, không sao đâu mẹ. Con muốn biết là sau khi nghe mẹ nói thì nhà vua nói gì thôi. Nhà vua yêu cầu sính lễ phải có 40 cái chậu bằng vàng lớn, đựng đầy những loại mà mẹ đã dâng lên cho vua. Còn có 40 người hầu đội chậu vàng dẫn đường, tất cả ăn mặc phải thật đẹp. Thôi con đừng nghĩ đến việc cưới con gái nhà vua nữa. Người ta coi thường mình lắm rồi con ơi. Mẹ an tâm đi và đừng khóc nữa. Con sẽ không cho phép ai coi thường mẹ con chúng ta đâu. Con ơi, nhà vua chờ con trả lời. Nhưng chúng ta... chắc ngài sẽ đợi lâu lắm đó. Không lâu như mẹ nghĩ đâu. Và đức vua đã lầm khi nghĩ rằng con không dám nghĩ đến công chúa Jasmine nữa sao? Con hài lòng vì những điều nhà vua đòi hỏi ít hơn so với những gì con có thể làm. Giờ mẹ cần nghỉ ngơi vì đường xa khá vất vả. Thưa chủ nhân, tôi là Sandy, nô lệ của ngài. Xin ngài cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh cho tôi. Ta cần ông giúp một tòa lâu đài thật đẹp nằm đối diện cung điện vua Sanawa, và ông trở lại hang động nơi cất giữ cây đèn của ông, hái hết những quả quý trên cành rồi đem đến đây cho ta. Xin tuân lệnh chủ nhân. Thưa chủ nhân, tôi là Tulu, nô lệ của ngài. Xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh của tôi. Ông cố gắng tìm cho ta 40 cái chậu bằng vàng, 40 người hầu, tất cả đều mặc lễ phục đẹp, có được không? Tất cả điều này đều nằm trong quyền phép của tôi. Và chủ nhân cho tôi hỏi, có phải là lễ cưới của ngài không? Ừ, đúng vậy, đây là lễ cưới của ta. Như vậy là việc làm của ta đã mang lại kết quả tốt rồi. Chúc mừng chủ nhân, ta phải kiếm các nô lệ thật đẹp, chọn cho ngài và mẹ của ngài những bộ lễ phục đẹp nhất, như là ta mừng lễ cưới của ngài. Có phải đó là Aladdin không? Sao hôm nay cậu ấy trở nên giàu có đến vậy?
Aladdin cưới ai vậy? Thần linh ơi, xin lễ gọi ngọc ngà châu báu. Một đám cưới khác thường chưa từng thấy. Mọi người xem nào, y phục của những người nô lệ cũng mặc vải đắt tiền và dắt đầy đá quý. Lần này ta không ép gả con nữa, ta để con chọn phò mã. Con đã suy nghĩ kỹ chưa khi chấp nhận lấy một người không tương xứng với địa vị công chúa của con? Ta nghe nói mẹ của Aladdin đến cầu hôn, mà hoàn cảnh của họ thật sự không khá giả gì. Thì liệu con sống với họ có được hạnh phúc không? Thưa phụ vương và mẫu hậu, con chọn và đồng ý kết hôn với Aladdin từ 4 năm trước rồi. Nay chàng có nghèo hay không tương xứng, con cũng chấp nhận. Con nói sao? Con đã quen với Aladdin từ 4 năm trước rồi à? Phụ vương không nhớ lúc con 15 tuổi, rồi cung điện đi chơi. Và con đã gặp anh Aladdin. Chúng con đã vui chơi và làm việc kiếm được 2 đồng tiền. Thì ra là cậu bé mà con đã gặp lần đó. Tâu quốc vương, trước cung điện có một tòa lâu đài to lớn vắt vàng, không biết đã xây cất từ lúc nào. Thần đến hỏi thì nô lệ trong đó nói là của ông chủ Aladdin ạ. Vua Sanaqua cùng hoàng hậu và những người lính gác cung điện rất kinh ngạc khi nhìn thấy khu đất trống trước đây có một tòa lâu đài với tường bao quanh, và từ phía ấy một tấm thảm nhung trải đến tận cửa cung điện. Họ nghe nói tòa lâu đài tráng lệ là của Aladdin. Tin tức về một kỳ quan kỳ lạ chẳng mấy chốc lan khắp cung điện. Để tướng Jaffa đến tận cổng cung điện cũng ngạc nhiên không kém những người khác. Thưa quốc vương, tại sao Aladdin xây dựng tòa lâu đài nhanh như vậy? Thần nghĩ người này là một lão phù thủy, mong ngài đừng bị lão ta mê hoặc. Jaffa, sao lại nghĩ là một phù thủy? Ông cũng biết rõ Aladdin được ta cho phép xây cất lâu đài để công chúa con gái ta ở mà. Thưa quốc vương, nhưng thần cảm thấy... Sau những châu báu mà chúng ta đã thấy, Aladdin muốn làm cho chúng ta ngạc nhiên và cho thấy với tiền của quá nhiều trong tay, người ta có thể làm nên phép lạ. Tâu quốc vương, Aladdin và mẹ của anh ta đem xính lễ đã tới trước cửa cung điện. Anh ta đã đến đây thật sao? Lạ gì mà đem theo xính lễ gì? Người hãy nói rõ cho quốc vương biết ngay. Thưa quốc vương, thưa tể tướng, thật không thể nào nói rõ hết được. Có 40 nô lệ, loại 40 cái chậu bằng vàng đựng đầy châu báu. Còn cái gì nữa? Mau nói cho ta nghe. Những nô lệ mặc lễ phục tơ lụa rất đắt tiền. Chiếc đai cũng đính đầy những viên đá quý. Còn Aladdin và mẹ của anh ta cũng ăn mặc như vua. Hỗn láo! Anh ta ăn mặc gì mà ngươi dám so sánh với quốc vương? Mau lui ra ngay! Ngươi mau ra mời họ vào điện ý kiến ta. Tuân lệnh quốc vương. Thưa quốc vương, Aladdin con trai thần biết món quà tặng này còn kém xa những gì công chúa Jasmine đáng được hưởng. Dù sao, với các xính lễ này nó cũng hy vọng bệ hạ vui lòng và làm vừa lòng công chúa. Bà là người phụ nữ nhân hậu, là mẹ của Aladdin đó có phải không? Còn phò mã của ta đâu rồi? Tâu dân, con trai của thần còn đang đứng bên ngoài chờ ngài cho tiếp kiến. Mau mời vào, mời vào. Công chúa, công chúa, mau cùng em đi xem phò mã. Aladdin mập hay ốm, già hay trẻ, đẹp hay là xấu vậy công chúa? Chàng ấy lớn hơn ta có 1 tuổi thôi. Còn hình thức thì lát nữa ngươi sẽ biết thôi mà. Ôi trời ơi, em nôn quá. Chạy mau thôi công chúa. Này tể tướng và các quan, mọi người nghĩ người này là ai mà gửi đến cho ta xính lễ quý giá và kỳ lạ đến như vậy?
khi cả ta và các khanh đều chưa biết người đó là ai. Các khanh có tin anh ta không xứng đáng cưới công chúa Jasmine con gái ta không? Thưa quốc vương, thần cam đoan Aladdin xứng đáng, vì chắc chắn anh ta có một kho báu khá lớn trên đời. Mời dám xin ngài cho kết hôn với công chúa. Thưa quốc vương, quan tể tướng nói rất đúng, chàng trai này xứng đáng là phò mã của ngài. Dạ đúng vậy, dạ, thưa ngài. Dạ, dạ đúng vậy, dạ, 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 dạ. Ôi Jasmine, con gái ta đã chọn đúng người rồi. Chúc mừng quốc vương, chúc mừng phò mã. Thưa quốc vương, thần nhận những vinh dự của ngài ban cho, vì ngài có lòng nhân hậu của đấng tối cao. Thần sinh ra vốn là nô lệ, nên không quên nguồn gốc của thần, đặt dưới ánh hào quang rực rỡ của ngài. Con trai, từ nay cuộc sống của con thân thiết với vương quốc này, nên ta muốn dành cho con một niềm tin. Ta rất vui khi trông thấy con kết hôn với công chúa Jasmine. Ngay bây giờ, ta đồng ý sát nhập của cải của ta vào của con. Trong lúc đó, lão phù thủy Abraka, kẻ đã vô tình tạo điều kiện cho Aladdin giàu sang cao độ, bỗng nhiên nhớ đến chàng. Tuy luôn nghĩ Aladdin đã chết dưới hang động từ khi lão chôn sống chàng, Abraka muốn biết kết quả ra sao, lão đem ra một quả cầu lửa đọc thần chú. Tại sao cho nó một cuộc sống tốt đẹp giàu có như thế chứ? Đồ hắc ám, tránh xa ra, ta sẽ trở về để báo thù. Abraka, Abraka. Đem cho ta một cái đùi dê quay và một ly sữa. Khắp kinh thành ăn mừng lễ cưới của công chúa, có sẵn rượu thịt. Sao ông không đến đó ăn, mà vào đây ăn cho tốn tiền sao? Ồ, thế sao? Tôi từ xa đến nên không biết. Thưa tể tướng, ngài cũng ngồi đây sao? Trông ngài có vẻ buồn. À, có lẽ ngài buồn vì con trai cưới hụt công chúa. Ngươi im ngay! Chào tể tướng, ngài có thể dừng bước cho tôi có chút chuyện muốn nói được không ạ? À? Ngươi là ai? Ta chưa hề gặp ngươi. Có chuyện gì thì nói mau. Tôi và ngài cùng chung kẻ thù với nhau. Đó là Aladdin. Đừng có dòng dài nữa. Có chuyện gì thì mau nói ta nghe. Tôi làm việc bao năm ở châu Phi, có dành dụm được một kho báu. Aladdin nó lường gạt tôi và chiếm hết kho báu đó. Giờ tôi về muốn đòi lại. Tôi sẽ chia cho ngài một phần nửa kho báu đó. Thì ra là vậy. Hèn chi hắn giàu có như vậy. Nhưng ta phải làm gì? Bây giờ hắn giàu có, lại cưới được công chúa. Tôi không muốn cho hắn hạnh phúc. Hắn phải đau khổ, nghèo đói thì tôi mới hả giận. Ngài làm sao cho công chúa cài lên tóc cái kẹp này? Tức khắc công chúa sẽ biến thành một con quạ. Hả? Ngươi là phù thủy? Ngài không cần biết tôi là ai. Nếu tin tôi thì hãy làm đi. Công chúa, con hãy nhận lấy những quà tặng mà Aladdin đã đặc biệt nhờ ta chuyển đến cho con. Con hãy mặc bộ áo cưới đẹp nhất, đeo những trang sức quý giá nhất mới xứng đáng với sắc đẹp của con. Con cảm ơn mẹ. Con mời mẹ ngồi. Đẹp quá. Đẹp quá ha. Nhìn nè.
Alisa. Dạ. Em hãy chuẩn bị bữa tiệc cho thịnh soạn để ta thiết đãi mẹ chồng của ta. Công chúa thật là xinh đẹp, đẹp như một nữ thần. Con trai của ta thật là may mắn. Alisa. Dạ. Đây là món quà ta tặng công chúa mừng ngày hôn lễ của người. Người mau đem dâng lên ngài. Đây là quà của tể tướng Jaffa tặng công chúa nè. Của Jaffa thì ta không nhận, ta cho em đó. Em thấy đẹp mà công chúa. Thần Linh ơi, con gái của ta hôm nay xinh đẹp quá. Đừng đừng, chúng ta bây giờ là người một nhà, xin phu nhân chớ có hành lễ. Này bà thông gia nhân hậu, bà được đấng tối cao ban cho một người con trai thông minh, dũng cảm và hiểu biết rất sâu rộng. Thưa quốc vương, ngài nói rất đúng, phò mã rất trí tuệ và dữ dàng. Thần xin chúc mừng ngài đã kén chọn được vị phò mã tốt. Phò mã nói năng lưu loát và tinh tế, thần rất thán phục ngài ấy. Nàng đi đường có mệt không? Nàng có thấy vui khi lời hẹn năm xưa của chúng ta đã trở thành sự thật không? Thiếp rất là vui vì đã gặp lại chàng, nên không thấy mệt gì cả. Ta nguyện suốt cuộc đời này sẽ che chở và bảo vệ nàng. Bây giờ nàng đã trở thành nữ chủ nhân của tòa lâu đài này. Kính chào chủ nhân. Đây là phòng của chúng ta. Alisa, hãy chăm sóc cho công chúa. Ta ra ngoài đãi tiệc nha. Công chúa ơi, em cài tóc cái kẹp này nha. Nó đẹp quá à. Nhưng đúng ra nó là của công chúa. Ta đã cho em thì em cứ dùng đi. Là ông muốn hại ta có đúng không? Nhưng không ngờ lại hại em Alisa vì ta tặng cái kẹp đó cho em ấy. Thật tội nghiệp. Ngài tể tướng, ngài hãy khai cho thật. Cái kẹp ấy từ đâu mà ngài có? Tại sao ngài lại tặng nó cho công chúa Jasmine? Nếu con gái ta mà kẹp tóc thì chính nó là người biến thành quà. Tại sao ngài lại hại nó vậy, tể tướng Jaffa? Thưa hoàng hậu, thần không có ý mà chính là có một lão già đưa nó cho thần. Vì thần thấy đẹp nên thần... Lão già đó ra sao? Dạ, một lão già lợm khợm, da đen nhẻm, tay chống gậy. Là phù thủy Africa. Aladdin khốn kiếp, ta thề sẽ bắt ngươi quỳ dưới chân ta mà cầu xin tha mạng. Này ông kia đứng lại, ăn hiếp con nít hả? Sao dáng của người đó trông giống lão phù thủy quá vậy? Ta mau đến đó xem. Mau, mau. Ôi chân của tôi, sao dính luôn dưới đất như vậy? Aladdin, ta cho ngươi dính luôn dưới đất đây. Abgaika, Abgaika. À, thần thần của ta, thần quỷ nhỏ. Hãy cho ta biết câu giải bùa chú con quạ trở thành người. Ông nói mau, nếu không nói thì đừng trách mũi kiếm của ta. Nhưng ngươi phải trả lại thảm thần cho ta. Được. Câu giải kiếp quả là Ra Caro Caro.
Vậy là Aladdin đã giải được câu thần chú, giúp cung nữ Alisa trở lại thành người. Chàng cũng tha mạng cho Abraka và đuổi hắn đi đến châu Phi xa xôi, không được trở về. Còn Aladdin, chàng không khép mình trong lâu đài, chàng thường xuyên ra phố hoặc đi săn. Mỗi lần Aladdin ra ngoài, chàng cho vài nô lệ đi kèm bên ngựa, phân phát tiền vàng cho người nghèo, và chàng được dân chúng thương mến. Tàu quốc vương và cướp nổi loạn ở biên giới nước ta, xin ngài cho quân đi tiêu trừ. Trong các khanh, ai xung phong đi tiêu trừ giặc cướp, đem lại bình an cho dân chúng đi. Thằng nay cũng lớn tuổi rồi, xương khớp đau nhất nên không thể cầm quân được. Vậy thì chính ta sẽ thành lập đoàn quân thân chinh. Thưa phụ vương, ngài là vua một nước, không thể thân chinh được. Xin phụ vương hãy cho phép con nhận việc chỉ huy, đi tiêu trừ giặc cướp. Xin thần linh ban phước cho phò mã. Được, con thay ta lên đường đi. Con cần bao nhiêu quân? Thưa phụ vương, con chỉ đem theo những nô lệ hầu cận bên con thôi, không cần quân lính. Phò mã suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói nghe. Những nô lệ của ngài đã có kinh nghiệm chiến đấu chưa mà dám mạnh miệng nói như vậy? Chàng ra quân xin hãy cẩn thận. Thiếp luôn mong ngóng tin chàng. Nàng hãy yên tâm, ta sẽ đi sớm về sớm thôi. Nàng ở nhà cố gắng gìn giữ sức khỏe, đợi tin ta chiến thắng trở về. Đứng đầu đoàn quân nô lệ do thần nhẫn tặng cho mình, Aladdin mau lẹ dẹp tan cuộc nổi loạn của giặc cướp. Việc đó làm tên tuổi Aladdin vang khắp vương quốc rộng lớn, nhưng lòng chàng không tự cao, vẫn hiền lành dễ mến như trước đây. Ô, phò mã đã thắng trận trở về. Ngài thật là tài giỏi. Cảm ơn bà con. Ai thiếu thốn thứ gì thì đến lâu đài của ta nha. Trong lúc đó, lão phù thủy Abraka từ châu Phi luôn mang mối hận thất bại trong lòng. Lão muốn biết Aladdin hiện tại ra sao, liền đem quả cầu lửa ra đọc thần chú. Nó nhờ thần đèn nên mới được như vậy. Ta phải tìm cách lấy lại chiếc đèn. Cái thằng nhóc khốn kiếp đã biết bí mật của chiếc đèn thật, lại đang hưởng thành quả công sức của ta. Ta thà chết chứ không thể để nó hưởng thụ lâu hơn nữa. Chắc chắn thằng nhóc Aladdin dựa vào đèn thần nên mới có những nô lệ phong cách như thần và cho xây dựng lâu đài thật kỳ công như vậy. Được rồi, ta phải tìm cách lấy lại chiếc đèn từ tay nó. Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Bà lão này có ngốc nghếch hay mất trí không nhỉ? Sao lại lấy đèn mới mà đổi đèn cũ chứ? Ai muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Thưa mẹ, con đi thăm nước láng giềng để liên kết, thể hiện tình hữu nghị, hòa bình. Vài ngày nữa con sẽ về. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Cầu xin thần linh che chở cho con. Con đi diệt nước, mẹ luôn ủng hộ.
Lần này ta đi, có lẽ 3-4 ngày sau mới về. Nàng ở nhà, nếu nhớ phụ dương và mẫu hậu thì về thăm người. Chàng đi cẩn thận, thiếp chờ chàng trở về. Công nhận là lâu đài của thần đèn tạo dựng quá đẹp. Nhưng nó và tất cả những người trong lâu đài này sẽ là của ta thôi. Nè bà lão, bà cười cái gì thế? Thì ta thấy lâu đài đẹp quá nên ta cười. Ta ngắm rất kỹ nhưng mà chưa có thỏa mãn vì không biết bên trong ra sao. Ồ, không được vào đâu. Bà cần tiền, y phục hay là cần ăn uống, ta có thể đem ra cho bà. Ôi, ông chủ ở đây tuyệt vời như vậy sao? Ta có thể gặp được ông ấy không? Gặp phò mã không khó đâu, nếu ngài ở trong kinh thành. Nhưng mà ngài mới vừa đi, 3 ngày sau mới quay trở về. Bà cần gì cứ nói đi, ta sẽ đưa ra cho bà. Ai muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Ai làm gì ồn ào ngoài đó vậy em? Thưa công chúa, có một bà lão không được bình thường lắm. Bà ta rao, ai muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới? Một đám trẻ đi theo chọc ghẹo á. Hãy tặng bà lão ấy túi tiền, rồi nói bà ta đi ngay, đừng làm ồn, để mẹ chồng ta ngủ. Em nghe người gác cổng nói rằng có cho tiền bãi cũng không lấy đâu, mà chỉ muốn đổi đèn cũ lấy đèn mới thôi à. Sao lạ vậy? Lúc nãy ta thấy trước lâu đài có một chiếc xe đẩy đựng những chiếc đèn. Ai đem đến bán đèn vậy? Hay là mua đèn ta? Ôi, ta sợ chắc mình không biết giá trị của cây đèn cũ kỹ trong tủ của ta. Sao dừng lại vậy chủ nhân? Ta bỏ quên đồ dùng, mau quay lại. Ta nhớ phò mã có chiếc đèn cũ kỹ đặt ở trong tủ. Em mau lấy ra đem đổi cho bà ấy, rồi nói rằng hãy đi khỏi ngay đây, đừng làm phiền nữa. Hiểu sao phò mã lại giữ kỹ cái đèn cũ kỹ này chứ. Ta đổi lấy cái mới hơn, chắc ngài sẽ ưng bụng thôi. Nè bà lão, bà đổi cây đèn này, đổi xong á thì đi ngay. Công chúa không muốn ồn ào tại đây đâu. Được. Muốn lấy bao nhiêu cây đèn mới thì lấy đi. Tôi sẽ đi ngay, đi ngay mà. Cha. Không, dừng lại. Thưa chủ nhân, tôi là Jenny, nô lệ của ngài. Xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Ước muốn của ngài chính là mệnh lệnh cho tôi. Người hãy bắt Aladdin lấy lại chiếc nhẫn trên tay của nó cho ta. Thần đèn, người đem nguyên tòa lâu đài này, tất cả những người trong đó mang đến địa rừng châu Phi cho ta. Đi mau, các ngươi đem hết củi vào động cho ta. Nếu làm chậm, ta treo các ngươi lên cây hết. Bắt được bà này thì thằng nhóc Aladdin sẽ tìm đến đây. Ta sẽ giết cả hai mẹ con ngươi một lần, rồi lấy lại chiếc nhẫn. Giờ ta đang nấu thuốc trường sinh,
đợi nấu xong thì ta và công chúa sẽ uống, cả hai chúng ta sẽ hạnh phúc và trường sinh mãi mãi. Ta thật có lỗi vì đã dại khờ đem đổi cây đèn. Không biết giờ này Aladdin đang ở đâu. Đừng nhắc thằng nhóc đó trước mặt ta. Nàng phải nhớ kỹ, tương lai ta sẽ là chồng của nàng. Hoàng hậu, nàng nhìn xem có thấy lâu đài của phò mã Aladdin không? Tàu quốc dương, lâu đài biến mất rồi. Xin ngài nhớ lại thần đã từng nói công trình phù phép của một phù thủy, nhưng ngài không lưu ý cho. Tên lừa bịp đó đâu? Kêu hắn đến gặp ta. Phò mã không có tội, không được xử Aladdin. Xin quốc dương suy xét. Xin quốc dương suy xét. Phò mã không có tội. Xin quốc dương suy xét. Aladdin bị quốc dương xử tội chết. Người dân hãy tràn vào cung điện cho khuê của Sanawa đi. Mau tràn vào, có ta là chỉ huy sẽ giúp đỡ người dân. Người dân hãy nghe ta nói, nghe ta nói. Đừng nghe những gì cha ma nói. Ông ta đang kích động mọi người. Vua Sanawa là người rất nhân hậu. Ta sẽ vào nói rõ với ngài. Bây giờ người dân hãy bắt rối cha ma lại. Chờ quốc dương xét xử. Công chúa, con gái ta đâu? Người nói mau. Bây giờ con sẽ kể cho ngài nghe tất cả câu chuyện. Vào năm con 16 tuổi, một người đàn ông tên Abraka. Trong chiếc nhẫn này có một vị thần tên Tulu. Con sẽ gọi ông ấy ra cho phụ vương thấy. Thưa chủ nhân, tôi là Tulu nô lệ của ngài. Xin hãy cho tôi biết ngài cần gì. Mong ước của ngài chính là mệnh lệnh của tôi. Ông mau đưa ta đến châu Phi để giải cứu công chúa. Cha pha lợi dụng dân chúng để truất phế phụ vương. Con mong ngài hãy trị tội ông ấy. Ông ngạc nhiên khi thấy tôi khác hẳn với mấy ngày trước có phải không? Tôi đã nghĩ lại rồi. Vì tôi biết tính phụ vương, chắc chắn Aladdin không thoát khỏi sự giận dữ của ngài. Do vậy, dù có than khóc suốt đời, tôi cũng không làm chàng sống lại được. Nàng nói đúng. Chắc là tên Aladdin đó đã bị chém đầu rồi. Tội nghiệp nàng. Giờ nàng chỉ còn có mình ta để chăm sóc cho nàng thôi. Vâng, tôi biết như vậy, nên giờ tôi sẽ một mực làm theo ý của ông. Vậy thì tốt lắm. Ta cũng mong ngày này, vì ta không thích ép uổng nàng. Muốn nàng tự nguyện đến với ta. Nếu vậy, chúng ta phải ăn mừng chuyện này. Mừng nàng thay đổi vì ta. Trùng hợp quá. Tôi đã chuẩn bị một bữa khuya. Chúng ta cùng ăn uống với nhau. Tuyệt quá, chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp. Aladdin thật may mắn khi hắn không chứng kiến cảnh này. Nhưng bây giờ chỉ có rượu Ấn Độ, mà tôi lại muốn nếm thử rượu ở đây. Và tôi nghĩ nếu có, ông sẽ tìm được loại rượu ngon nhất. Được rồi, đêm nay sẽ là đêm vui của hai chúng ta. Ta sẽ đi kiếm rượu và trở lại ngay. Nếu vậy thì ông cứ đi và mau chóng trở lại. Càng lâu tôi càng nóng lòng gặp lại ông. Và nên nhớ, chúng ta cũng sẽ ăn cùng nhau ngay khi ông trở về. Ôi Aladdin, phải tỏ ra dịu dàng với lão phù thủy đó, em rất lấy làm tiếc. Nhưng chúng ta phải tìm cách để cho hắn say rượu hoặc bất tỉnh thì mới lấy lại được chiếc đèn mà em đã đổi đi. Em phải làm như vậy là để chuộc lỗi với chàng. Ta hiểu mà, nàng không cần phải giải thích đâu. Nhưng lão phù thủy đó rất xảo quyệt, không thể chỉ say rượu mà chúng ta có thể lấy lại được thần đèn. Vậy chàng mau tìm cách đi, không lão ta trở về thì không còn kịp nữa. Thưa thần nhẫn, ông có cách nào làm cho lão phù thủy ngủ say để ta có thể lấy chiếc đèn từ lão không? Lấy nước trong này đổ vào bình rượu hoặc canh. Khi uống vào, lão phù thủy đó sẽ mê man không còn biết gì nữa. Khi Abraka đem rượu về, nàng hãy tìm cách đổ hết lọ nước này vào chai rượu đó, rồi đem dâng cho lão uống. Em cầm lấy và phối hợp với ta để cho hắn uống. Mình có về lại đất nước hay không, mọi việc trông cậy vào hai chúng ta. Phò mã và công chúa an tâm,
em sẽ hy sinh nếu bị lão phát hiện. Không, em không được nghĩ như vậy. Chúng ta phải chiến thắng, ta tin em làm được. Dạ, cũng mong là như vậy, nhưng em nhất định không để liên lụy đến công chúa và phò mã đâu. Lão ta đã về. Aladdin, chàng mau lánh đi. Nếu mưu kế này mà không thành, ta sẽ xông ra chiến đấu với lão, không để cho lão kịp nhờ thần đèn giúp. Ôi, ông đã về, ta đã chờ ông khá lâu rồi. Ông đưa chai rượu đây, để ta rót vào ly mời ông. Ta và ông chỉ cần uống một chai này là đủ. Rượu quý mà. Chai kia cất đi, để khi khác uống có được không? Ôi, chiếc bông tai của ta đâu rồi? Alisa, mau đi tìm cho ta. Hơi, tưởng gì? Hơi, bỏ đi. Ta sẽ nhờ thần đèn kiếm cho nàng nhiều trang sức quý giá khác mới xứng đáng với sắc đẹp của nàng. Không được, đó là phụ dương của ta tặng, ta không muốn mất nó. Ngài kiếm giúp ta đi. Thôi, để ngày mai ta kiếm nó. Bây giờ chúng ta đừng bỏ lỡ cuộc vui. Nào, mời ngài uống với thiếp một ly nữa. Chuyện gì thế này? Aladdin, ngươi quên rằng chiếc nhẫn mà ngươi đang đeo trên tay chính là nhẫn của ta đưa cho ngươi à? Ta đương nhiên có thuốc giải. Jasmine, thì ra là nàng đã lừa ta để giúp tên Aladdin hỗn sự kia. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho cả hai chết trong tội nguyện. Ông làm sao cho thần đèn không trông thấy tôi đi? Aladdin, mau đến đây. Thần đèn, bắt hết bọn nó cho ta. Bắt bọn nó mà bắt ai? Ông đã trở lại bên tôi rồi. Xin tuân lệnh chủ nhân sai bảo. Bây giờ ngay lập tức, ông dời tòa lâu đài về lại Ấn Độ. Nhưng ta không biết phải xử trí lão phù thủy này ra sao nữa. Thưa chủ nhân, ta nghĩ là ta đem lão đến vương quốc của các vị thần, bắt lão canh giữ đền thần, không thể nào xuống đây được nữa. Ngài nghĩ thế nào? Ồ, vậy thì tốt quá. Mà ta có việc này muốn nói với ông. Sau khi ông đưa tòa lâu đài về lại chỗ cũ, thì ông đến gặp ta. Ta không muốn ông sống cuộc đời làm nô lệ nữa. Ta muốn giải thoát cho ông. Chủ nhân, ngài là một người tốt. Tôi cảm ơn và luôn nhớ về ngài. Vua Aladdin của chúng ta thật tài giỏi. Làm nô lệ cho ngài lâu rồi, tôi hiểu và biết tính cách tốt của chủ nhân mình. Bây giờ ngài trả tự do cho tôi, chắc nào ngài muốn tôi rời khỏi nơi đây mãi mãi hay sao? Tôi buồn lắm. Được làm bạn với ông và thần đèn thật là vinh hạnh cho tôi. Càng quý hai người bạn này thì tôi càng không muốn hai ông sống cuộc đời nô lệ mãi như vậy. Nhưng tôi muốn làm nô lệ cho ngài thì sao? Tôi không muốn rời khỏi nơi đây. Tôi sẽ giúp ích cho ngài sau này. Nhưng tôi không muốn ông xưng hô nô lệ hay chủ nhân. Chúng ta là bạn với nhau, có được không? Chúng ta là bạn, xin tuân lệnh chủ. Xin tuân lệnh chủ của vương quốc này, ngài quốc vương kính mến. Thế là kể từ đó, với sự trợ giúp của thần nhẫn, Aladdin đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ trong vương quốc và trừng trị những kẻ gian ác. Aladdin lên ngôi vua, chàng sống với công chúa Jasmine hạnh phúc và dân chúng vô cùng thương mến.